Chương 1311, lựa chọn là ai đánh thức chúng ta? Thanh âm trầm thấp vang vọng trong thiên địa, khiến cho Vũ Thông sáng cả mắt lên, trên khuôn mặt thoáng hiện vẻ kích động, sau đó hắn ôm quyền cao giọng nói, "Tại hạ Vũ Thông, đã sớm nghe đại danh Huyền Long Quân từ thời viễn cổ, hiện giờ có thể giúp các vị thoát khỏi giấc ngủ say, thấy lại ánh mặt trời, đó cũng là may mắn của ta, Vũ Thông này tâm cơ cũng khá sâu, đầu tiên cũng không thể hiện trực tiếp ý muốn chiêu mộ Huyền Long Quân, mà là hạ thấp thái độ muốn huyền long quân sinh thiện cảm với hắn bất quá tâm cơ của hắn dù không tệ nhưng lần này hắn mồm mép nhầm người rồi bởi vì khuôn mặt nam tử cao lớn cùng đông đảo chiến sĩ huyền long quân đều hờ hững cũng không vì được đánh thức mà mừng rỡ chút nào đại chiến năm đó đại thiên thế giới có giành được chiến thắng hay không nam tử cao lớn chậm rãi hỏi vũ thông lập tức gật đầu nói đều do tất cả các tiền bối chiến đấu hết mình nên cuối cùng đại thiên thế giới ta cũng đánh lui được ngoại vực tà tộc Mục Trần khẽ cục mắt, thản nhiên nói, ngoại vực tộc tuy rút lui, nhưng vẫn chiếm cứ đến một nửa diện tích đại thiên thế giới. Hiện giờ chúng ngày đêm nhăm nhe, ý đồ một lần nữa xâm lược đại thiên thế giới. Vũ Thông thấy Mục Trần chọc gậy bánh xe, ánh mắt nhất thời trở nên ngoan độc nhìn hắn một cái. Nghe lời của Mục Trần, Huyền Long Quân cũng có vài giọng nói xôn xao, không ít chiến sĩ Huyền Long Quân đều cắn răng cắn lợi, hiểu nhiên là hận ngoại vực tà tộc đến cực hạn. Vũ Thông thấy Huyền Long Quân này chậm chạp không biểu hiện ra ý tứ muốn đi theo hắn, thì trong lòng cũng có chút sốt ruột lúc này mới cười nói chư vị vũ gia ta hiện giờ là siêu cấp thế lực trên đại thiên thế giới gia chủ cũng đã bước vào thiên trí tôn nếu chư vị hiện không có chỗ dừng chân thì có thể tới vũ gia ta vũ gia nhất định sẽ coi là khách quý cực kỳ hoan nghênh lần này hắn cũng không che giấu y chiêu mộ nữa chỉ là nam tử cao lớn kia chỉ lạnh nhạt nhìn hắn một cái tuy vũ thông che giấu khá kỹ nhưng ánh mắt của hắn cũng rất tinh tường liếc một cái là nhìn ra dã tâm của vũ thông mặc dù ngươi đánh thức bọn ta nhưng cái này cũng không có nghĩ chúng ta phải dựa dẫm vào ngươi nam tử cao lớn bình tĩnh nói sắc mặt vũ thông cứng đờ trong lòng cực kỳ tức giận những kẻ này đúng là ngủ say nên đầu óc hỏng cả giòi tuy huyền long quân này có sức chiến đấu mạnh mẽ nhưng đó là trong trường hợp rơi vào tay một vị chiến trận sư cường đại nếu không đội quân này cũng chỉ là quân đội tầm thường phối hợp ăn ý một chút mà thôi đừng nói là địch nổi tiên phẩm thiên trí tôn dù là một vị linh phẩm thiên trí tôn chỉ cần lật tay cũng có thể diệt sạch sẽ bất quá dù tức giận trong lòng nhưng vũ thông cũng không lộ ra mặt chút nào nói tại hạ cũng không dám lấy sức mạnh để uy hiếp chẳng qua là chư vị cũng nên hiểu chu yên phun vn chỉ có nằm trong tay một chiến trận sư xuất sắc thì một đội quân mới có thể tỏa ra hào quang chư vị là quân đội tinh nhuệ do huyền long chiến đế bồi dưỡng nên chắc hẳn cũng không muốn vạn năm sau làm xấu thanh danh ngày ấy chứ nam tử cao lớn gật đầu một cái nói đúng vậy cho nên ta mới không muốn tùy ý chọn người dựa dẫm, tránh làm ô nhục thanh danh chủ nhân ý tứ của hắn rõ ràng là không cảm thấy Vũ Thông có đủ tư cách trở thành chủ nhân của Huyền Long Quân. Sắc mặt Vũ Thông không nhịn được có quắc một cái, nói: "Vậy ý tứ của các hạ lá, nơi này còn có người xứng đáng hơn ta?" Trong lòng hắn tràn đầy lửa giận, vốn hắn cho rằng chỉ cần đánh thức Huyền Long Quân này là bọn họ sẽ biết ơn hắn, lập tức gia nhập dưới trướng, ai ngờ những kẻ này cũng không có chút biết ơn nào, ngược lại ba lần bốn lượt kén chọn chủ ánh mắt của nam tử cao lớn chậm rãi dừng lại trên người Vũ Thông, cùng Mục Trần đang đứng giữa không trung, nói, vì ngươi đánh thức bọn ta, nên cũng sẽ được ưu tiên một chút. Nghe được lời này, khóe mắt Vũ Thông khẽ giật một cái, chợt cắn răng, ưu tiên thì ưu tiên đi, cũng còn tốt hơn là không được cái gì, ít nhất cũng làm cho hắn chiếm một chút ưu thế. Bất quá, tất cả các chiến sĩ đều nói cho ta biết, bọn họ cũng rất có hào cảm với vị bằng hữu này. Vũ Thông nghe nam tử cao lớn nói xong câu này, sắc mặt liền ngưng động lại, bởi vì nam tử cao lớn này đang dùng ánh mắt có chút kỳ lạ nhìn Mục Trần chằm chằm. Mục Trần nghe vậy cũng ngẩn người ra, hắn thật ra cũng đang suy nghĩ rốt cục là nên dùng cách nào mới có thể thu phục được Huyền Long quân này, ai ngờ bọn họ lại nói có hảo cảm với hắn. Mục Trần ngạc nhiên nhìn tất cả các chiến sĩ Huyền Long quân phía dưới, phát hiện ra bọn họ cũng đang nhìn hắn, hơn nữa, trong những ánh mắt kia dường như chưa đựng một chút cảm giác thân thiết cùng kính sợ. Mục Trần ban đầu cũng có chút nghi ngờ, Bất quá ánh mắt hắn chợt lóe, dường như nghĩ ra điều gì, tâm niệm vừa động, nhất thời trong cơ thể hắn phát ra tiếng long ngâm vang dội. Hống, ánh sáng tử kim phóng lên cao, chỉ thấy chân long chi linh trong cơ thể hắn hiện ra, hóa thành một con tử kim cự long sau lưng hắn. Khi chân long chi linh xuất hiện, Huyền Long quân phía dưới nhất thời bộc phát ra chấn động cực lớn, sắc mặt đông đảo chiến sĩ Huyền Long quân đều trở nên kích động, nếu không nhờ ý chí bền bỉ, chỉ sợ đã không nhịn được mà quỳ sát xuống bởi vì những chiến sĩ huyền long quân này đều từng được quán trú, tưới long huyết, tạo thành thân thể cường đại, nhưng mà điều này cũng khiến cơ thể bọn họ có thêm một ít máu long tộc, thứ này cho bọn họ sức mạnh, nhưng cũng khiến bọn họ bị huyết mạch long tộc áp chế. Chân long chi linh của Mục Trần, đúng là do chân long có huyết mạch tinh thuần nhất trong long tộc biến thành, có thể nói là hoàng tộc trong long tộc, cũng bởi vì thế nên bọn họ mới không tự chủ được, mà nảy sinh cảm giác thân thiết cùng kính sợ đối với Mục Trần. Thay vì nói là kính sợ Mục Trần, không bằng đúng hơn là kính sợ khí tức cùng huyết mạch chân long, là khí tức chân long. Nam tử cao lớn nhìn chân long chi linh sau lưng mục trần, khuôn mặt lãnh đam cũng thoáng hiện vẻ kích động, bởi vì theo ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ sau khi hấp thu long huyết thì cũng hóa thành long nhân, coi như một chi của long tộc. Trong long tộc, long nhân có địa vị không cao, cho nên khi bọn họ thấy chân long hoàng giả của long tộc, thì lập tức như dân đen thấy đế vương vậy. Ở cách đó không xa, Vũ Thông thấy cảnh này suýt nữa giận đến mức ói ra máu. Hắn gian khổ, hao tổn tâm cơ mới tiến vào được huyền long không gian này. t u i e n f u l l VN còn tốn thêm cả một đạo phù ấn thiên trí tôn. Nữa mới có thể thức tỉnh huyền long quân. Kết quả là lũ ngu xuẩn này lại không có chút nào cảm ơn. Lạnh nhạt với hắn thì đã đành. Ngược lại còn tỏ ra xem trọng mục trần hơn. Tình cảnh trái ngược này khiến Vũ Thông có xúc động muốn hủy diệt toàn bộ huyền long quân này. Nếu như hắn có khả năng bất quá, một điều cũng khiến Vũ Thông hơi thở Phào là mặc dù huyền long quân này tỏ ra gần gũi với mục trần hơn nhưng cũng không có ý gia nhập dù sao những chiến sĩ này đều trải qua bách chiến tinh thần cứng cỏi cho nên cũng không vì mục trần có chân long chi linh liền bỏ qua hết thảy mà gia nhập vào các hạ rốt cục muốn làm thế nào hiện giờ các ngươi đã thức tỉnh huyền long không gian này thiếu thốn linh lực sợ rằng không đáp ứng được việc tu luyện của các ngươi nếu không có trợ giúp từ bên ngoài có lẽ không bao lâu nữa phiến không gian này sẽ vỡ vụn vũ thông sắc mặt có chút khó coi nói nam tử cao lớn cười nhạt nói điều này cũng đúng nhưng chim khôn biết chọn cảnh mà đậu huyền long quân chúng ta tất nhiên cũng không muốn rơi vào tay kẻ tầm thường làm ô nhục thanh danh vương của chúng ta vũ thông hử lạnh một tiếng nói còn lựa chọn gì nữa hắn chỉ là một thượng vị địa chí tôn làm sao so sánh được với ta nam tử cao lớn nghe vậy lắc đầu nói người chúng ta muốn lựa chọn là một vị chiến trận sư ưu tú thực lực bản thân thế nào không quan trọng vũ thông phát ngấy mấy tên khốn kiếp này luôn miệng ưu tiên hắn Kết quả hiện giờ luôn mồm nói giúp mục Trần, quyền ưu tiên cái chó má gì chứ, không được tí chút nào. Vậy các ngươi muốn chọn lựa như thế nào? Sắc mặt Vũ Thông âm trầm, nói, "Tất nhiên là dùng cách thức của chiến trận sư." Nam tử cao lớn nói, chỉ tay về Huyền Long quân trên quảng trường, "Để công bằng, hai người các ngươi có thể tùy ý chọn số lượng Huyền Long quân, thuộc dục chiến ý đánh nhau, ai thắng tức là trình độ chiến trận sư của người đó cao hơn." Vũ Thông nghe vậy, ánh mắt chợt lóe, cười lạnh nói, chẳng lẽ để công bằng, không phải là nên chọn số lượng quân giống nhau sao? Hắc tuyệt đối tự tin vào thành tựu chiến trận sư của bản thân, vì dù sao hắn cũng là người vũ gia dốc hết tài nguyên bồi dưỡng, cũng coi như là một bí mật của vũ gia, người khác cũng chỉ biết tu vi linh lực của hắn mạnh mẽ chứ không biết rằng, thành tựu chiến trận sư của hắn cũng không kém hơn chút nào. Lần này nam tử cao lớn lắc đầu một cái, nói, có thể điều khiển bao nhiêu quản đội là dựa vào bản lĩnh mỗi người, cho nên không có hạn chế nào, nghe vậy Vũ Thông mới thở phào nhẹ nhõm nếu ngay cả điều này mà nam tử cao lớn kia cũng hạn chế thì thật sự là nhằm vào hắn rồi bởi vì hắn cũng không tin rằng thành tựu chiến trận sư của mục trần lại vượt qua được hắn đã vậy thì cứ theo lời ngươi vừa nói vũ thông vừa lạnh lẽo nhìn mục trần chẳng qua chỉ sợ tiểu tử này không dám hiện giờ hắn hận mục trần vô cùng vốn đã là chuyện nước chảy thành sông tự nhiên lòi ra tên mục trần này kết quả khiến huyền long quân có dấu hiệu nghiêng về phía mục trần làm vũ thông hắn lại thêm vất vả Mục Trần cũng coi như không thấy ánh mắt lạnh lẽo của Vũ Thông, đầu tiên hắn ôm quyền thi lễ một cái, với nam tử cao lớn và đông đảo chiến sĩ Huyền Long quân, coi như là cảm ơn bọn họ không trực tiếp lựa chọn Vũ Thông, mà cho hắn một cơ hội tranh đoạt. Sau đó, hắn mới quay đầu nhìn Vũ Thông đang hầm hè, Thản Thiên cười một tiếng, "Nếu ngươi dám, vậy sao ta không dám?" Chương 1312, đấu chiến ít. Ha ha, giỏi cho tên tiểu tử ngu ngốc, gan to đó. Nghe câu trả lời của Mục Trần, Vũ Thông cũng ngửa mặt lên trời cười lớn, chẳng qua là trong tiếng cười của hắn tràn đầy sát ý nồng nặc đến cực hạn, làm cho cả nhiệt độ trong thiên địa cũng hạ xuống. Tiếng cười vừa dứt, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo của Vũ Thông như rắn độc nhìn về Mục Trần, sau đó hắn cũng không nói nhảm thêm, thân hình vừa động liền xuất hiện phía trên Huyền Long Quân, lặng lặng ngồi xếp bằng trên không trung. Điểm binh. Hai mắt hắn khép hờ, quát lên một tiếng lớn, trong nháy mắt có một luồng dao động mênh mông quét ra, Giao động đó nhanh chóng cuốn về phía Huyền Long Quân bên dưới, mà phần lớn chiến sĩ Huyền Long Quân đều biểu môi, ý niệm loại này nếu bọn họ thật sự có ý muốn chống cự thì căn bản Vũ Thông cũng không sử dụng được chút chiến ý nào của họ. Nhưng khi thấy những người này không có phản ứng gì, Nam tử cao lớn phía trước chợt phát ra một tiếng hừ, thấy thống lĩnh thúc giục, những chiến sĩ Huyền Long Quân này không khỏi nhún vai, từ bỏ chống cự, thản thể phóng lên không trung, hóa thành từng đạo quang ảnh lơ lửng phía sau Vũ Thông, vù vù. Từng thân ảnh không ngừng bay lên, ngắn ngủi mấy chục hơi thở sau, sau lưng Vũ Thông đã có gần 800 chiến sĩ Huyền Long quân. Bất quá, khi số lượng chiến sĩ đạt tới gần 1000, Vũ Thông cũng không cách nào điều động thêm bất kỳ một binh sĩ nào nữa, bởi vì hắn nhận ra được đây chính là cực hạn của hắn. Thật không hổ là Huyền Long quân đại danh đỉnh đỉnh, Vũ Thông không nhịn được than thở trong lòng, lúc ở Vũ Gia, hắn có thể điều khiển được mấy trăm vạn quân đội Vũ Gia, vậy mà tới đây cũng không khống chế quá 1000 Huyền Long quân. Như vậy có thể thấy, một ngàn người này đúng là tương đương với mấy trăm vạn quân đội vũ gia. Đây đúng là lấy một địch vạn, mà sau khi tự mình kiểm nghiệm sự cường hãn của những chiến sĩ huyền long quân này, sự thèm thuồng trong lòng vũ thông càng dâng lên mạnh mẽ, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn mục trần, xem ra hôm nay dù bất kể thế nào, hắn cũng phải diệt trừ cục đá cản đường duy nhất này. Có thể thao túng một nghìn huyền long quân sao? Cũng coi như tạm được, chỉ là không biết có thể thúc giục được bao nhiêu chiến ý từ số huyền long quân này nam tử cao lớn nhìn cảnh này ánh mắt cũng lóe lên vũ thông này cũng có thiên phú chiến trận sư không kém dĩ nhiên nếu so với huyền long chiến đế thì còn xa lơ la lắc mới bằng được tiểu tử còn không mau điểm binh chẳng lẽ sợ rồi hả ánh mắt lạnh lẽo của vũ thông nhìn chằm chằm mục trần cười châm chọc nhưng đối với sự châm chọc của hắn mục trần cũng giả điếc hắn cũng xếp bằng trên không khép hờ hai mắt từ trong cơ thể bộc phát ra một cỗ ý niệm mạnh mẽ ý niệm bao phủ huyền long quân phía dưới sau đó không ngoài dự liệu, hắn cũng gặp một chút kháng cự, dù sao Huyền Long quân cũng không phải do hắn tạo ra, hắn cũng cực kỳ xa lạ với chiến ý của Huyền Long quân, không thể nào chỉ mới tiếp xúc lần đầu đã ăn khớp ngay được. Vù, nhưng sự chống cự không đáng kể này cũng không kéo dài lâu, từng đạo thân ảnh bay lên, đứng phía sau hắn. Ngắn ngủi mấy mấy hơi thở, sau lưng Mục Trần cũng có một nhóm người lớn, số lượng như thế xem ra cũng gần ngàn người, cũng không chênh lệch nhiều với Vũ Thông. Huyền Long quân này cường hãn hơn đồ linh vệ quá nhiều, thậm chí cả phục ma vệ cũng không so sánh được. Mục Trần cảm nhận chiến ý mênh mông do đội quân ngàn người kia ngưng tụ ra, trong lòng không nhịn được cũng có chút dao động, chỉ ngàn người đã mạnh như thế, nếu có thể điều động tất cả Huyền Long quân, sợ rằng đúng là có thể đấu lại Thiên Chí Tôn. Dĩ nhiên Mục Trần cũng biết, hiện giờ hắn còn chưa có khả năng đó. Hừ, miễn cưỡng điều binh mà thôi, bất quá tuy cùng số lượng quân, nhưng trong tay người khác nhau thì uy năng cũng sẽ khác hoàn toàn. Vũ Thông thấy gần ngàn huyền long quân sau lưng mục trần, ánh mắt cũng ngừng lại, chợt cười lạnh. Chiến ý mạnh mẽ không chỉ dựa vào quy mô quân đội, mà cũng phải xem rốt cục có thể thúc giục ra mấy phần chiến ý từ đội quân này. Âm thanh vừa dứt, hắn không do dự nữa, ý niệm mạnh mẽ khởi động, trong cơ thể, ý niệm cùng linh lực tương dung, hóa thành một loại sức mạnh kỳ lạ, đột nhiên bao phủ lấy một nghìn huyền long quân phía sau. Hóa chiến ý. Khi luồng sức mạnh kỳ lạ này tràn vào trong cơ thể một nghìn binh sĩ huyền long quân, thì lập tức trong mắt bọn họ cũng bộc phát lên chiến ý cuồng nhiệt, sau một khắc, từ trong miệng bọn họ đột nhiên bộc phát ra tiếng sát phạt như sấm rền. Oành, lúc này, cả phiến thiên địa phẳng phất đều bị chấn động, chỉ thấy chiến ý mênh mông, như đại dương cuồn cuộn phía trên một ngàn chiến sĩ huyền long quân, phát ra uy năng đáng sợ. Chết cho ta! Chiến ý mênh mông tràn ngập thiên địa, cảm nhận được sức mạnh cường hãn chưa từng có này, hai mắt vũ thông cũng trở nên đỏ bừng, hắn cười giữ tợn với mục trần, đột nhiên kết ấn. ầm! trên đại dương chiến ý, một cự thủ khổng lồ đột nhiên xuất hiện, trên cự thủ khắc chít chít chiến văn, chiến văn cự thủ lướt qua, ngay cả không gian cũng có dấu hiệu sụp đổ. 730 vạn chiến văn. Thống lĩnh Huyền Long quân nhìn cự thủ, ánh mắt chợt lóe lé lên, liếc một cái liền biết được số lượng chiến văn trên cự thủ. Mục Trần nhìn cự thủ khổng lồ ầm ầm tới, khuôn mặt tuấn giật ngược lại chỉ bĩnh tĩnh, chờ hắn đột nhiên kết ấn. Hóa chiến ý. Sau đó, gần ngàn chiến sĩ Huyền Long quân cũng quát lên một tiếng, chiến ý cường đại vô cùng quét ngang ra, tràn ngập thiên địa. Đoành, một chiến ý cự quyền cũng từ trong mây lộ ra, trên đó hiện lên vô số chiến văn, mỗi đạo chiến văn đều ẩn chứa sức mạnh to lớn, dung chuyển cả thiên địa. 700 vạn chiến văn. Ánh mắt nam tử cao lớn lại lóe lên. Ầm, chớp mắt sau, chiến ý cự thủ cùng chiến ý cự quyền cực kỳ cuồng mãnh lao vào nhau, sóng trùng kích cuồn cuộn bắn ngược ra, đại chúa tể ra mắt sớm nhất tại TZUENFULL. VN giao thủ như vậy, cường giả đại viên vãn bình thường cũng phải chạy xa trăm dặm. Bất quá, số lượng chiến văn giữa cự thủ cùng cự quyền cũng không tranh lệch nhiều, cho nên dù va chạm mạnh mẽ bực này, tuy là chiến văn cự quyền của Mục Trần vỡ trước, nhưng cự thủ của Vũ Thông cũng tan rã ngay sau đó, cũng không chiếm được ưu thế quá rõ ràng. Sắc mặt Vũ Thông có chút âm trầm, nhưng trong mắt cũng hiện lên vẻ thận trọng, thành tựu chiến trận sư của Mục Trần này, rõ ràng cũng có chút nằm ngoài dự tính của hắn, tên đáng chết này, không chỉ có thành tựu linh trận kinh người, không nghĩ tới ngay cả thành tựu chiến trận sư đều không kém chút nào. Vũ Thông không nhịn được cắn răng, chợt ánh mắt trở nên rét lạnh một đường tu luyện chiến trận, của ta đã phải khổ tu mấy chục năm, lại phải hao hết tài nguyên vũ gia, toàn lực bồi dưỡng, ta cũng không tin hôm nay lại không làm gì được một tiểu tử miệng còn hôi sữa. Thanh âm vừa dứt, Vũ Thông đột nhiên biến ảo ấn pháp, ý niệm của hắn dung hợp với linh lực, hóa thành chiến ý bằng bạc, toàn bộ dung nhập vào trong đại dương chiến ý mênh mông đằng sau, ùng ùng trong đại dương chiến ý dường như có sấm sét vô tận vang lên, chiến ý sôi trào, đột nhiên phát ra vô số lưu quang, ngưng tụ phía trên cao hóa thành kiếm ảnh phô thiên cái địa, mỗi đạo kiếm ảnh đều khắc rõ vô số chiến văn, tản ra dao động làm kinh hãi lòng người, thanh thế vô cùng đáng sợ, vạn kiếm chiến ảnh, ánh mắt vũ thông lãnh lệ, vung tay lên, đầy trời kiếm ảnh gào thét bắn tới mục trần. Đối với thế công chiến ý như vậy. Dù là cường giả đại viên mãn, chỉ cần sơ sẩy cũng có thể bỏ mạng. Vũ Thông cũng cảm thấy hài lòng với thế công của mình, nếu đổi lại là quân đội Vũ gia, có lẽ hắn cũng khó phát ra uy lực mạnh mẽ như thế, nhưng hôm nay dựa vào chiến ý của Huyền Long quân, cuối cùng hắn đã có thể mang sức mạnh chiến ý phát huy đến mức cực hạn. Hắn muốn dùng thế công này đánh cho Mục Trần Vạn Kiếp bất phục. Lúc này mới có chút ý tứ. Nam tử cao lớn thấy vậy, khẽ gật đầu nói: "Thành tựu chiến trận sư của Vũ Thông này coi như không tệ." đã có thể phát ra một chút uy lực của Huyền Long Quân. Mục Trần khẽ chớp mắt, hắn nhìn kiếm ảnh phô thiên cái địa lao tới, trên mỗi đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa trăm vạn chiến văn, công kích cỡ này, nếu như từng đạo một, Mục Trần hắn có thể ngăn cản dễ dàng, nhưng hiện giờ ngàn vạn kiếm ảnh lao tới, cho dù cường giả đại viên mãn cũng cảm thấy sợ hãi. Cho nên đối mặt với thế công như thế, sắc mặt của Mục Trần cũng trở nên ngưng trọng, hắn nhất định phải dùng hết sức đối phó. Hít, hắn hít sâu một hơi ý niệm cũng dần dần dung nhập vào trong chiến ý huyền long quân hắn cảm nhận chiến ý mênh mông uy mãnh chờ tâm niệm vừa động một lần nữa tiếng long ngâm lại vang lên trong cơ thể hắn lúc uy nghiêm của chân long chi linh cũng được hắn truyền vào trong huyền long chiến ý thoáng chốc mục trần có thể cảm nhận rõ rệt dường như thân thể của một nghìn chiến sĩ huyền long quân đều run rẩy một cái huyền long chiến ý vốn nặng nề y ạch cũng trở nên nhẹ nhàng linh động hơn mục trần đột nhiên kết ấn hóa thành từng đạo tàn ảnh cực kỳ tập trung tinh thần thúc giục chiến ý bản thân đến cực hạn chiến ý bàng bạc sôi trào kịch liệt một khắc sau một đạo long trào đầy long lân to trừng vạn trượng hiện ra trên đó hội tụ chiến ý mênh mông không cách nào tả nổi chiến long trào thanh âm trầm thấp của mục trần vang vọng trong thiên địa sau đó long trào khổng lồ mang theo sức mạnh hủy diệt sạch qua nặng nề va chạm với kiếm ảnh phô thiên cái địa va chạm trong thoáng chốc giống như thiên thạch đụng nhau tạo ra một khí tức hủy diệt ai mạnh ai yếu quyết định trong lần giao thủ này chương 1313, lại điểm binh. Đoành, âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng trong thiên địa, cự trảo khổng lồ không chút lưu tình vỗ lên ngập trời chiến văn kiếm ảnh, trong lúc va chạm, cả phiến không gian kia đột nhiên sụp đổ, tựa như một cái hố đen. Trên long trảo tràn ngập khí tức hủy diệt đậm đặc, trong nháy mắt khi long trảo hạ xuống, chỉ thấy từng đạo kiếm ảnh cực kỳ sắc bén kia đột nhiên vỡ vụn ra. Rắc rắc rắc, ảm thanh vỡ vụn của kiếm ảnh không ngừng vang lên, từng điểm sáng lấp lánh bay bầu trời, Vũ Thông nhìn thấy cảnh này, mí mắt không nhịn được chớp chớp, hiển nhiên hắn không không ngờ thế công của Mục Trần lại cường hãn đến mức này. Hừ, ta cũng không tin ngươi có thể đột phá được vạn đạo kiếm ảnh của ta. Vũ Thông cắn răng một cái, không chút do dự thúc dục kiếm ảnh phô thiên cái địa bắn về phía Long Trảo. Bành banh, Long Trảo cùng kiếm ảnh cuồn cuộn không ngừng va chạm, bất quá dưới thế công điên cuồng của kiếm ảnh, tốc độ của Long Trảo cũng dần chậm lại, chiến văn chi chít trên đó cũng bắt đầu ảm đạm. Thấy cảnh này, Khuôn mặt Vũ Thông hiện lên một nụ cười lạnh, nhưng nụ cười đó cũng không được bao lâu thì đã cứng lại, bởi vì hắn thấy, Long chảo mang khí tức hủy diệt kia tuy bị vô số kiếm ảnh ngăn cản, nhưng vẫn dùng tốc độ chậm chạp từ từ đánh tới chỗ hắn. Chiến ý của tên này sao lại có thể ngưng luyện như vậy? Con người Vũ Thông hơi co rụt lại, nếu xét từ số lượng chiến văn thì thật ra hắn phải chiếm một chút ưu thế, nhưng hiển nhiên, chiến ý của Mục Trần lại bền chắc hơn hắn. Xét từ ý nghĩa nào đó thì chiến ý của Huyền Long Quân mà Mục Trần khống chế còn có chất lượng cao hơn hắn một bậc. Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt Vũ Thông xanh mét, đây là chuyện hắn tuyệt đối không muốn thừa nhân. Phía dưới, thống lĩnh Huyền Long quân cũng hơi ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn Mục Trần, thân là thống lĩnh, đương nhiên là hắn cực kỳ hiểu rõ chiến ý Huyền Long quân, tất nhiên là hắn cảm giác được, so với Vũ Thông, Mục Trần điều khiển chiến ý Huyền Long quân còn nhuần nhuyễn hơn. Số lượng chiến văn tương đương, nhưng không thể nghi ngờ là Huyền Long chiến ý Mục Trần ngưng tụ ra lại bền chắc và tinh thuần hơn, trên bầu trời, Mục Trần nhìn Long Trảo tuy bị vô số kiếm ảnh điên cuồng đánh chặn, nhưng vẫn chậm chạp tiến gần Vũ Thông, trở hắn hít sâu một hơn, ánh mắt đột nhiên trở nên bén nhọn. Oanh, đột nhiên lúc này Long Trảo nắm chặt lại, lập tức tạo thành Long Quyền, trên đó chiến ý mênh mông luân chuyển tựa như vô cùng vô tận, tản ra sự cuồng bạo không cách nào tả nổi. Vỡ cho ta! Mục Trần khẽ quát một tiếng, Long Quyền đánh ra một quyền, chớp mắt sau, vô số kiếm ảnh phía trước chợt vỡ vụn ra. Vèo vèo, Long quyền cực kỳ bá đạo đánh tan thế công của kiếm ảnh, tuy trên long quyền cũng hiện đầy vết kiếm nhưng vẫn mang một luồng sức mạnh kinh khủng, xuất hiện trên đầu Vũ Thông, mạnh mẽ đánh xuống không chút lưu tình. Thấy bóng long quyền bao phủ tới, sắc mặt Vũ Thông lạ lờ biến đổi, chợt hắn cắn răng một cái, hai tay chập vào nhau, ấn pháp biến đổi điên cuồng. Ông ông, đại dương chiến ý mênh mông đằng sau chợt điên cuồng cuộn trào, sau đó nhanh chóng hóa thành tầng tầng chiến ý hào quang, ngăn cản long quyền. Bành bành, long quyền khổng lồ hung hăng đánh lên tầng tầng chiến ý hào quang dày đặc đánh vỡ từng tầng một bất quá chiến ý hào quang đổ vỡ nhưng chiến văn trên long quyền nhanh chóng ảm đảm vì chiến ý đang dần tiêu hao hết ngắn ngủi vài hơi thở vũ thông ngưng tụ ra mấy trăm chiến ý hào quang nhưng đều bị long quyền nghiền nát như củi khô nhưng mà đến khi tầng chiến ý hào quang cuối cùng vỡ vụn thì long quyền cũng đến cực hạn đổ tung cách đầu vũ thông mười mấy trượng hừ long quyền vỡ vụn ra rơi xuống vũ thông vẫn cử làm hắn rên lên một tiếng tóc xõa tơi bời quần áo nát vụn nhìn qua cực kỳ chật vật vẫn ngăn cản được sao mục trần thấy cảnh này ánh mắt cũng hơi dừng lại công kích này gần như là một kích mạnh nhất hắn có thể đánh ra nhưng không ngờ vẫn bị vũ thông ngăn cản ở phút chót tên này hiển nhiên cũng khó giải quyết ngoài dự liệu lúc này vũ thông nhìn thấy mình bị mục trần ép chật vật như thế thì khuôn mặt âm trầm đáng sợ ánh mắt như muốn nuốt sống mục trần vốn hắn cho rằng đối phó Mục Trần là chuyện dễ như trở bàn tay, vậy mà khi giao thủ hắn mới nhận ra, đối thủ mà hắn không thèm để ý lại khó chơi như vậy. Điều này làm cho hắn sinh ra một chút hối hận, sớm biết như vậy, dù hắn trả giá cao hơn nữa cũng không để Mục Trần tiến vào trong này. Bất luận thế nào ta cũng phải có được huyền long quân. Ánh mắt vũ thông lóe ra hàn quang như muốn nuốt người, tình hình trước mắt, thủ đoạn bình thường đã không làm gì được mục trần. Nếu ngươi muốn chết, hôm nay ta sẽ tọa nguyện cho ngươi. Khuôn mặt vũ thông trở nên dữ tợn, hắn khẽ cắn một cái, lặng lẽ nuốt một viên đan dược đã cất kỹ trong miệng. Oanh, nuốt đan dược xong, thân thể Vũ Thông chấn động mạnh, cảm giác trong cơ thể bộc phát ra một cỗ lực lượng to lớn, thậm chí lúc này ý niệm của hắn cũng điên cuồng tăng trưởng. Đan dược hắn sử dụng tên là Chiến Ý Đan, ý nghĩa đúng như tên gọi, chính là có thể thúc đẩy chiến ý của bản thân phát triển. Đại chúa tể ra mắt sớm nhất tại TZUENFULL. VN tuy hiệu lực của nó cực mạnh nhưng cũng có di chứng về sau, sơ sẩy một cái thì ý chí bản thân sẽ không ổn định thậm chí ngay cả thần trí cũng sẽ bị phá hủy hai mắt vũ thông đỏ bừng hắn liều chết chịu đựng cảm giác đau nhức đến ngất đi ở trong đầu sau đó hai tay đột nhiên kết ấn thoáng chốc sau một cỗ ý niệm vô cùng cường đại quét ngang ra một lần nữa bao phủ huyền long quân phía dưới hắn lại điểm binh vù vù khi ý niệm của hắn bao phủ phía dưới lại có từng bóng người phóng lên cao ngắn ngủi mấy hơi thở sau lại có gần một nghìn chiến sĩ huyền long gia nhập đại quân sau lưng vũ thông Hà Nam tử cao lớn thấy vậy hơi nhíu mày lại, hiển nhiên hắn cũng nhận ra ý niệm của Vũ Thông đột nhiên tăng vọt, nhưng theo dự tính ban đầu của hắn, số binh sĩ huyền long quân mà Vũ Thông cùng Mục Trần có thể điều khiển, cũng chỉ chừng một nghìn mà thôi. Làm sao có thể? Mục Trần thấy cảnh này, con ngươi cũng co rụt lại mãnh liệt, lúc trước giao thủ hắn đã sớm thấy rõ năng lực của Vũ Thông, bằng bản linh của Vũ Thông, căn bản không thể nào điều khiển được hai nghìn chiến sĩ huyền long quản. Nếu miễn cưỡng thì rất có thể bị cỗ chiến ý cường đại đó phá hủy thần trí của bản thân. Hắn cao mày nhìn Vũ Thông, thấy ánh mắt đỏ bừng của hắn liền mơ hồ đoán ra được, Vũ Thông hẳn là đang sử dụng loại bí pháp nào đó, tăng trưởng ý chí bản thân, nếu không, căn bản hắn không thể điều khiển thêm 1000 chiến sĩ Huyền Long quân được. Tiểu tử, xem lần này ngươi làm sao đấu lại với ta? 2000 chiến sĩ Huyền Long, chiến ý mạnh mẽ như thế phóng lên cao đều khiến cả phiến thiên địa này vặn vẹo, chiến ý của Vũ Thông lúc này có lẽ phải gấp đôi lúc trước, hắn cười, giữ tận với Mục Trần, đột nhiên chỉ tay lên không trung, oanh! bầu trời chấn động, từ đại dương chiến ý sau lưng vũ thông hiện lên một đạo chiến ý quang hồng, cầu vòng lớn chừng vạn trượng, chiến ý quang hồng vọt lên, xuyên thủng không gian, không chút lưu tình đánh tới mục trần. mục trần thấy vậy, hai tay vội vàng kết ấn, từ trong chiến ý mênh mông một lần nữa ngưng tụ ra một chiếc long chảo, đón chặn chiến ý quang hồng. bành, hai bên va chạm, nhưng lần này chiến ý long trảo lập tức bị cầu vòng kia đánh vỡ tan ánh mắt mục trầm trầm xuống hiện giờ chiến ý của vũ thông cực kỳ cường hãn rõ ràng là hoàn toàn vượt qua hắn ha ha lúc trước không phải ngươi rất đắc ý sao nhìn thấy mục trần hoàn toàn yếu thế vũ thông không khỏi cười như điên tay áo vung lên từng đạo chiến ý không ngừng ngưng luyện ra chấn động chân trời hung hăng lao tới phía mục trần dưới thế công cuồng bạo bậc này của vũ thông mặc dù mục trần dùng hết sức thúc giục chiến ý ngăn trở nhưng vẫn liên tiếp bại lui chiến ý mênh mông sau lưng cũng dần dần trở nên mỏng manh rõ ràng lúc này hắn đã ở thế bại phía dưới nam tử cao lớn nhíu chặt mày nhìn mục trần đột nhiên bại lui thật ra hắn cũng cảm giác được vũ thông dùng bí pháp nào đó nhưng trước đó bọn hắn cũng không đặt ra quy định rõ ràng chỉ thắng là thắng bại là bại mà thôi trên thế giới này vốn có rất nhiều chuyện không công bằng đôi lúc chỉ có kết quả cuối cùng mới là quan trọng nhất trên quảng trường đông đảo chiến sĩ huyền long quân cũng có chút thở dài tiếc nuối bởi lý do mang trong người long huyết, nên thật ra bọn hon hơi nghiêng về mục trần một chút, bất quá bọn họ là quân nhân, trung quy cũng chỉ biết phục tùng người thắng sau cùng. Nếu mục trần không thể chiến thắng, thì cũng coi như giữa mục trần và bọn họ không có duyên phận, đã thế thì cũng không thể cố chấp được. Oanh oanh, từng đạo chiến ý thất luyện xuyên thủng chân trời, đánh cho chiến ý phòng ngự của mục trần tan tác tơi bời, ngay cả tầng mây chiến ý kia đều trở nên vô cùng mỏng manh, như sắp tiêu tan. Bất quá cũng không an để ý rằng, dù mục trần liên tiếp bại lui tình thế vô cùng nguy hiểm nhưng trên mặt của hắn vẫn chẳng có bao nhiêu vẻ kinh hoàng ngược lại hai mắt lại dần trở nên lạnh lẽo trong tay áo của hắn đã sớm kết ấn dường như đang đợi điều gì tiểu tử hiện giờ quỳ xuống có lẽ ta còn có thể tha mạng cho ngươi vũ thông đứng lên ngửa mặt lên trời cười to thần sắc dữ tợn lúc này hắn hiển nhiên đã nắm chắc chiến thắng trong tay hai nghìn chiến sĩ huyền long chiến y như thế căn bản mục trần không cách nào chống lại được Vậy mà đối với nụ cười điên cuồng của hắn, Mục Trần cũng chỉ mỉm cười khinh miệt. Vậy ngươi chết đi. Vũ Thông cười gằn, không chụt do dự, hai tay chập lại. Chiến y mênh mông đột nhiên ngưng tụ thành một thanh chiến mâu khổng lồ mấy chục vạn trượng, trên thân chiến mâu phải có tới trên 850 vạn chiến văn. Số lượng chiến văn như thế, đại viên mãn địa chí tôn dù chỉ nghe thôi cũng chạy mất xác. Mục Trần nhìn chiến mâu xẻ ngang vòm trời, chợt ngón tay run lên, sau đó, trên khuôn mặt tuấn giật của hắn có nụ cười thờ dài như chút được gánh nặng rốt cục cũng xuất thủ sao? Hắn ngẩng đầu, hướng về phía Vũ Thông mặt mũi dữ tợn, mỉm cười nói, lần này cho ngươi một bài học, sau này giao thủ với người khác, nói nhảm quá nhiều thì sẽ phải hối hận thành âm vừa dứt, ấn pháp đã sớm kết sẵn trong tay áo hắn đột nhiên biến đổi. Nhất, khí hóa tam thanh. Khi ấn pháp kết thành, không gian bên cạnh hắn đột nhiên vặn vẹo, thoáng sau có hai bóng người từ trong hư vô hiện ra, chính là Hắc Bạch Mục Trần. Sau khi bọn hắn xuất hiện, liền lập tức ngồi xếp bằng trên không trung, ngay sau đó lại có thêm ý niệm càn quét ra, tiếng quát trầm thấp đột nhiên vang vọng giữa thiên địa. Điểm binh. Chương 1314, Huyền Long chiến linh. Điểm binh, khi hai tiếng quát trầm thấp đột nhiên vang lên thì nhất thời có hai cỗ ý chí cường hãn quét ra, nhanh chóng bao phủ lấy Huyền Long quân, mà lúc này dưới sự dẫn dắt của ý chí, nhiều chiến sĩ Huyền Long quân cũng đột nhiên phóng lên cao. Đây là Nam tử cao lớn nhìn cảnh này, con ngươi không nhịn được mà co rụt lại ánh mắt chấn động nhìn hai thân ảnh giống mục trần như đúc. Đó là linh lực hóa thân sao? Nhưng tại sao có thể mạnh mẽ giống hệt bản thể? Thậm chí cả trình độ chiến trận sư cũng tương đương. Nam tử cao lớn động dung, tuy kiến thức của hắn cũng không phải tầm thường nhưng vẫn bị cảnh này làm khiếp sợ. Hắn không thể ngờ rằng, mục trần lại có thủ đoạn kinh người bậc này, dù là chủ nhân cũ của bọn họ cũng không làm nổi. Phù! Trong lúc thống linh huyền long quân còn đang khiếp sợ, thì mục trần ngược lại lại thở phào nhẹ nhõm, cũng may là vừa kịp lúc nếu không hôm nay có lẽ hắn sẽ thua thật trước khi tiến vào mảnh không gian này hắn để lại hai hóa thân để đối phó hai tên vũ thị nhưng hiển nhiên cũng khá phiền phức vì một khi chưa giải quyết được hai vũ thị thì hắn chưa thể cho hai hóa thân rút lui được nếu không bằng đội hình của bọn linh khê bên ngoài sợ rằng không chống nổi ba vị đại viên mãn của đối phương cho nên hắn chỉ có thể đợi hai hóa thân xong việc mới có thể gọi bọn họ vào cũng may là ở phút chót hai hóa thân vẫn đến kịp lúc giúp hắn ổn định cục diện vù vù từng bóng người nhanh chóng xuất hiện sau lưng hắc bạch mục trần, số lượng tăng thêm chừng hơn 2.000 người, tính thêm cả bên mục trần là tận 3.000 binh sĩ huyền long quân. Một mình mục trần tất nhiên tuyệt đối không thể khống chế chiến ý của 3.000 huyền long quân, nhưng cũng may là có hai hóa thân chia sẻ giúp, hơn nữa ba người tâm ý tương thông, hoàn toàn có thể ba người như một, chẳng khác là bao so với cùng một người điều khiển. Oanh, hắc bạch mục trần điểm binh xong, lập tức thúc giục chiến ý, trong nháy mắt chiến ý mênh mông sôi sục lên, uy áp đáng sợ bao phủ khiến cả thiên địa run rẩy chiến ý do 3000 Huyền Long quân tạo thành, chỉ có thể nói là đáng sợ, dưới chiến ý chèn ép, sắc mặt Vũ Thông vốn đang đắc ý giờ đã sớm ngưng động lại, trong mắt hắn hiện ra vẻ hoảng sợ nồng đậm, 3000 Huyền Long quân sau lưng Mục Trần đã dọa hắn sợ chết khiếp. Trước đó hắn dùng chiến ý đan thúc dục tiềm lực, mới có thể trưởng khống 2000 Huyền Long quản, áp chế Mục Trần gắt gao, nhưng hiện giờ Mục Trần đột nhiên điều động được tới 3000 Huyền Long quân, có thể tưởng tượng một khi phát động công kích sẽ kinh thiên động địa thế nào. Khốn kiếp, chết tiệt sao hắn có thể làm được như vậy vũ thông chấn kinh lẩm bẩm nói ánh mắt đỏ ngầu thoáng hiện vẻ sợ hãi đối mặt với ba huyền long quân hắn có cảm giác muốn quay đầu chạy trốn bất quá cuối cũng vũ thông vẫn kìm nén được cảm giác đó lại mặc dù hắn không biết mục trần làm sao có thể điều động được ba huyền long quân nhưng hắn cũng không nghĩ mục trần thật sự có thể khống chế được ba quân này bởi vì nếu quả thật như vậy chỉ cần dựa vào ba huyền long vệ này mục trần cũng sẽ không kiêng kỵ bất kỳ kẻ nào trong tầng thứ đại viên mãn chắc chắn hắn đang giả bộ, lúc này hắn đã sức cùng lực kiệt rồi. Vũ Thông nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lại trở nên dữ tợn, đại chúa tể ra mắt sớm nhất tại TZEUNFUL L VN không chút do dự, trên bầu trời, chiến mâu do 2.000 Huyền Long quân tạo thành đột nhiên bắn ra xa, mấy trăm vạn chiến văn bộc phát ra ánh sáng chói mắt, dường như nhất thời phá bỏ được chiến y áp của 3.000 Huyền Long quân kia. Chết đi cho ta! Tiếng gầm của Vũ Thông vang vọng trong thiên địa ầm chiến mâu xuyên thủng không gian lao tới nhắm thẳng vào Mục Trần. Mục Trần ngẩng đầu lên, hắn nhìn chiến mâu xuyên phá không gian lao tới, sau đó khẽ gật đầu với Hắc Bạch Mục Trần. Ba người đồng thời kết ấn, một khắc sai, Huyền Long quân phía sau họ bộc phát ra tiếng gầm nhẹ, chiến ý mênh mông như mây đen ngập trời, lan tràn ra khắp thiên địa với tốc độ kinh người. Ẩm tầng mây chiến ý điên cuồng sôi sục, mơ hồ tản ra một luồng dao động đáng sợ. Vèo vèo, chiến mâu khổng lồ xuyên phá không gian lao tới, lập tức xuất hiện trên tầng mây chiến ý, sau đó không chút do dự dùng sức mạnh kinh khủng đánh tới, dường như muốn xé nát cả tầng mây chiến ý. Mục Trần ngẩng đầu lên, hắn ngưng mắt nhìn chiến mâu khổng lồ tới gần, chợt từ trong miệng thở phủ ra một hơi. Uỳnh, lúc này, tầng mây chiến ý vô tận dường như rung động kịch liệt một cái, sau đó, trong lúc chiến mâu sắp đánh xuống, thì chợt một chiếc long chảo khổng lồ đột nhiên hiện ra trong đám mây. Long chảo màu ám hắc, hơn nữa cực kỳ chân thật, tựa như một cái vuốt rồng thật sự, thời điểm nó xuất hiện, một cỗ long uy nguy nga mênh mông cũng quét ngang ra. Bành, long chảo ám hắc hiện ra từng trong tầng mây, túm một cái liền bắt được chiến mâu, chẽn long chảo phát ra ánh sáng u ám, nháy mắt liền làm cho thanh chiến mâu này không còn chút uy hiếp nào. Cái gì? Vũ Thông thấy chiến mâu do 2000 Huyền Long quân tạo thành lại dễ dàng bị bắt lại như thế, cũng hoảng sợ thốt lên. Khi hắn đang hoảng sợ, thì trong tầng mây chiến ý chợt có tiếng long ngâm kinh thiên vang lên, ẩn trong tiếng long ngâm tràn đầy chiến ý ngập trời long chiến bát hoang bùm lúc này long chảo ám hắc đột nhiên nắm chặt lại thanh chiến mâu to lớn này lập tức bị bóp vỡ vụn hóa thành điểm sáng đầy trời chiến mâu vỡ vụn tầng mây dày cộp cũng chấn động một cái chớp mắt sau dường như có một bóng đen to lớn từ trong tầng mây hiện ra xuất hiện trên bầu trời tất cả ánh mắt trong không gian này đều ngưng tụ trên bóng đen ngay sau đó từng âm thanh hít lãnh khí liên tiếp vang lên trên bầu trời một con cự long ám hắc lơ lửng trên không trên thân thể to lớn của nó chi chít chiến văn, chiến ý ngập trời như gió lốc cuồn cuộn trong thiên địa. Nhìn con ám hắc cự long này, thống lĩnh huyền long quân cũng tất cả chiến sĩ đều trở nên run rẩy, trong mắt hiện lên vẻ cực kỳ kích động. Đó là huyền long chiến linh. Hắn lại ngưng luyện ra huyền long chiến linh, từng ảm thanh kích động trong huyền long quân truyền ra, tất cả các chiến sĩ đều kích động cùng nhiệt nhìn thản ảnh mục trần trên bầu trời. Nam tử cao lớn cũng tỏ ra kích động, ánh mắt phức tạp cảm thán, Tuy huyền long chiến linh mà mục trần ngưng luyện ra còn kém thời toàn thịnh vô số lần, nhưng mục trần nếu có thể ngưng luyện ra nó thì đã chứng tỏ, hắn cực kỳ phù hợp với huyền long chiến ý. Hơn nữa sau này, chỉ cần mục trần tiếp tục trưởng thành, chưa chắc đã không thể làm cho huyền long quân khôi phục lại thời đỉnh phong một lần nữa. Trên bầu trời, mục trần cũng có chút kinh ngạc nhìn cự long chiến linh, hắn cũng cảm giác được thời điểm ngưng luyện ra chiến linh này, chiến ý của 3.000 huyền long quân phía sau đã bành trướng đến mức kinh người. Muốn chiến linh thành hình, nhất định phải hoàn toàn dung hợp được ý chí bản thân và chiến ý của quân đội lúc đó mới có thể ngưng tụ ra được chiến linh của riêng đội quân đó hiển nhiên giờ hắn đã làm được điều này là do chân long chi linh sao mục trần cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc khi mình có thể làm được điều này theo hắn dự đoán nếu muốn đạt được mức này cũng phải cần rèn luyện cùng huyền long quân một khoảng thời gian nhưng hiện giờ lại nhanh như thế đã có thể làm được nguyên nhân sau cùng có lẽ chỉ có thể là chân long chi linh trên người hắn những suy nghĩ này cũng chỉ thoáng qua trong đầu Mục Trần, sau đó bị hắn tạm thời đè xuống, hắn ngẩng đầu nhìn Vũ Thông đang kinh hãi, căn bản cũng không muốn nói nhảm, tâm niệm vừa động, ám hắc cự in ác chiến linh gầm thét một tiếng, miệng rồng phun ra một hơi, một luồng chiến ý long tức, hơi thở của rồng cuồn cuộn quét ra. Long tức cuốn tới, Vũ Thông cảm nhận được chiến ý kinh khủng trong đó liền sợ đến hồn phi phách tán, muốn thúc dục chiến ý, nhưng liền phát hiện ra chiến ý đột nhiên mỏng manh hơn rất nhiều, hắn quay đầu nhìn lại liền thấy những chiến sĩ huyền long quân sắc mặt hoảng hốt ánh mắt ngây ra nhìn cự long chiến linh hiển nhiên là đã bị đối phương chấn nhiếp tinh thần hoàn toàn khốn kiếp một đám phế vật thấy sĩ khí quân đột tụt dốc không phanh như thế nhất thời vũ thông mắng to trong lòng hắn không nghĩ ngợi gì được nhiều liền thối lui lập tức bỏ rơi huyền long quân hèn yếu hành động của hắn nhất thời khiến tất cả huyền long quân bên dưới tức giận mắng một chiến trận sư có thể bỏ rơi quân đội của mình bất cứ lúc nào hiển nhiên là làm người ta khinh thường kẻ như thế nếu làm vương của bọn họ, sau này nếu gặp cường địch thì sợ rằng sẽ vứt bỏ toàn bộ bọn họ. Nam tử cao lớn sắc mặt cũng âm trầm, ánh mắt tràn đầy chán ghét nhìn Vũ Thông. Mục Trần thấy cảnh này, vung tay áo lên, chiến ý long, tức vốn chuẩn bị bao phủ những chiến sĩ huyền long quân kia lúc này lại bay trở về. Sau này những chiến sĩ huyền long quân này đều thuộc về hắn, nếu lúc này hắn lại lờ hủy diệt mất 2.000 người thì sẽ đau lòng chết mất. Cho nên, để bảo vệ cho bọn họ, hắn tình nguyện tạm thời ngừng truy kích Vũ Thông trên bầu trời hai huyền long chiến ý vốn thuộc về vũ thông nhìn chiến ý long tức đã thu hỏi thì liếc nhìn nhau liền lập tức quỳ sát về phía mục trần cung nghênh vương của chúng ta trong nháy mắt thanh âm trầm thấp mà chỉnh tề liền vang dội lên hiển nhiên bất luận là việc mục trần ngưng luyện giao huyền long chiến linh hay là ở thời khắc cuối cùng vì bảo vệ bọn họ mà dừng truy kích vũ thông tất cả đều khiến huyền long quân thừa nhận hắn ở quảng trường phía dưới những chiến sĩ huyền long quân khác đều nhìn nhau cuối cùng gật đầu một cái, một khắc sau trên quảng trường, toàn bộ huyền long quân đông nghịt đều quỳ xuống. Cung nghênh vương của chúng ta, sau lưng mục trần, ba nghìn huyền long quân cũng không hẹn mà quỳ xuống. Trên quảng trường, nam tử cao lớn ngưng mắt nhìn mục trần, trên khuôn mặt nghiêm túc cũng hiện ra một nụ cười tươi, tiếp đó, hắn quỳ một gối trên đất, trầm giọng nói cung nghênh vương của chúng ta, âm thanh ẩm ẩm vang dội, khiến cả thiên địa chấn động. Phụt, ở nơi xa xa, vũ thông thấy cảnh này, sắc mặt tái mét, khí huyết trong cơ thể cuộn trào, cuối cùng không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Hắn biết, lần này hắn đã triệt để thua trong tay Mục Trần. Chương 1315, Thi Ma tộc. Cung nghênh vương của chúng ta âm thanh cuồn cuộn vang vọng trong thiên địa, khiến cho Mục Trần cũng cảm thấy hơi run sợ, sau đó hắn hơi kinh ngạc nhìn Huyền Long quân, hiển nhiên cũng không nghĩ tới đội quân mà hắn cực kỳ thèm thuồng này lại nhận hắn làm vương. Thời khắc này, cho dù bằng định lực của Mục Trần, cũng không nhịn được mà tim đập thình thịch, Khuôn mặt dù cố hết sức giữ vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ vui mừng. Sau đó, hắn cũng không che giấu nữa, trên mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên. Vì hắn vô cùng rõ ràng đội quân này cường đại cỡ nào, tuy rằng khi ngủ say có một ít chiến sĩ bị thời gian ăn mòn, khiến cho Huyền Long quân có chút tổn thất, nhưng bất kể thế nào đây cũng là một đội quân cường đại đủ chống lại Thiên Chí Tôn. Đợi đến lúc Mục Trần có thể thật sự khống chế đội quân này, thì dù đối mặt với Thiên Chí Tôn hắn cũng không hề sợ hãi hiện giờ trên đại thiên thế giới, muốn chế tạo ra một đội quân như thế này, cần bỏ ra tài nguyên cùng công sức cực kỳ khổng lồ, chỉ sợ dù là siêu cấp thế lực bình thường cũng không thể nào làm được. Giống như Vũ Gia, hoặc là Tây Thiên Chiến Điện, bọn họ cũng có thiên trí tôn chấn giữ, nhưng cũng tuyệt đối không có đội quân cấp bậc này. Mà nếu để Mục Trần tự mình thành lập quân đội thì chỉ sợ hắn vét rỗng cả Mục Phủ, cũng không được nổi một trên người huyền long quân. Vì nguyên do này mới khiến Mục Trần kích động đến mức không khống chế được cảm xúc, chư vị xin đứng lên đi trong lòng kích động trong chốc lát rốt cục mục trần cũng thu liễm cảm xúc lại sau đó ôm quyền nói với nam tử cao lớn cùng đông đảo huyền long quân thái độ của hắn cực kỳ khách khí cũng không vì huyền long quân đã thừa nhận hắn mà tỏ ra kiêu căng huyền long quân bây giờ cũng không phải là chiến khôi như trước mà là quân đội có sức sống cho nên cũng nên làm ít chuyện lấy lòng người xoạt xoạt trên quảng trường mấy vạn huyền long chiến sĩ đều đứng dậy nam tử cao lớn cung kính nói xin mời tân vương thượng vị nhận quân phù ngón tay của hắn chỉ hướng thạch đài ở trung tâm quảng trường mục trần thấy vậy cũng không vội vã thân hình vừa động từ từ bay xuống chỗ thạch đài đưa mắt nhìn đông đảo huyền long chiến sĩ thuộc hạ khương long thống lĩnh huyền long quân ra mắt tân vương nam tử cao lớn cúi đầu với mục trần sau đó hắn cắn đầu lưỡi một cái phun ra một ngụ máu tươi phụt phụt khi miệng hắn phun ra máu tất cả những huyền long chiến sĩ khác cũng đều phun ra một ngụ máu tươi máu tươi nhanh chóng hội tụ cuối cùng biến thành một viên huyết cầu trôi lơ lửng trước mặt mục trần. Huyết cầu cuồn cuộn ngưng tụ, sau đó một chiếc long phủ đỏ như máu từ đó hiện ra, hút tất cả tinh huyết vào. Long phủ trôi lơ lửng trước mặt mục trần, trên đó tản ra một loại sức mạnh kỳ diệu, ánh mắt mục trần có chút nóng bỏng nhìn nó. Hắn biết chỉ cần luyện hóa miếng long phủ này, thì huyền long quân sẽ chính thức thuộc về hắn. Cho nên hắn cũng không do dự cắn đầu lưỡi một cái, bắn ra một ngụ máu tươi, rơi lên trên long phủ máu tươi nhanh chóng dung nhập vào long phù sau đó mục trần liền cảm giác được hiện giờ giữa hắn và huyền long quân có một loại liên hệ thân thiết mục trần xòe bàn tay ra nhẹ nhàng cầm lấy long phù hắn biết lúc này hắn đã trở thành tân vương duy nhất của huyền long quân trên bầu trời xa xa vũ thông thấy cảnh này ánh mắt ghen tị đến dỉ máu bộ dạng oán độc hận không thể kéo mục trần xuống bầm thây vạn đoạn hiện giờ hắn hối hận không sao tả xiết nếu sớm thành thế này hắn tuyệt đối sẽ không để Mục Trần bước vào mảnh không gian này, dù phải dùng hết thủ đoạn cũng phải ngăn chặn Mục Trần ở ngoài. Nếu vậy, hắn cũng không cần đấu chiến ý với Mục Trần để phân định thắng thua. Trong mắt Vũ Thông, Mục Trần chẳng qua chỉ lá thượng vị địa chí tôn mà thôi, nếu không dùng tới chiến ý thì hắn có niềm tin tuyệt đối có thể chém giết Mục Trần, quên nó cân hai vũ thị à mày, đáng chết, đáng chết. Khóe miệng Vũ Thông run rẩy, lẩm bẩm chửi mắng không ngừng, khóe mắt đỏ ngầu như rỉ máu. Bất quá Mục Trần hiển nhiên cũng không có thời gian để ý tới sự thống hận của tên bại tướng này, hắn nắm Long phù, đại chúa tể ra mắt sớm nhất tại TZEUNFULL, VN cảm nhận quyền điều khiển đội quân vô cùng cưỡng hãn này, trong lòng cực kỳ vui sướng, lần này chỉ cần thu hoạch Huyền Long quân này, thôi cũng đã đủ làm chuyến đi thượng cổ thánh uyên trở nên cực kỳ mỹ mãn. Trên quảng trường, sắc mặt các chiến sĩ Huyền Long quân có chút tái nhợt, có lẽ là do tổn thất tinh huyết khi ngưng luyện Long phù. Ầm, um, Khương Long thống lĩnh nhìn mục Trần cũng có chút hài lòng. Bất quá khi hắn định mở miệng nói chuyện thì cả vùng đất này đột nhiên chấn động một cái. Nhận ra cỗ chấn động này, Mục Trần, Khương Long đều ngẩn ra, sau đó nhìn về phía Vũ Thông, tên này còn định dở cho quỷ gì. Nhưng khi ánh mắt quét tới thì cũng không phát hiện Vũ Thông làm trò gì là ai. Sắc mặt Mục Trần cùng Khương Long hơi đổi, dường như nhận ra cái gì, chợt quay đầu nhìn về một chỗ trong hư vô, quát lên giận dữ. Khặc khặc, khi tiếng quát trái tai của hắn vang lên, thì vùng hư vô kia chợt vạn vẹo, một đám sương mù màu đen từ trong đó phun ra chợp mắt sau biến thành một thân ảnh u UH hắc lơ lửng giữa không trung quanh thân ảnh này tràn ngập khí tức tử vong loại khí tức tà ác này làm cho sắc mặt tất cả chiến sĩ huyền long quân trở nên kịch biến là ngoại vực tà tộc con ngươi mục trần có rút lại loại khí tức làm cho người ta cực kỳ chán ghét này ngoại trừ ngoại vực tộc ra thì còn ai vào đây nữa ngoại vực tà ma dám can đảm sông vào huyền long không gian của ta không biết sống chết lúc này khương long gầm gừ giận dữ Ánh mắt trở nên đỏ bừng, hiển nhiên cực kỳ cừu hận. Ầm, um, linh lực mênh mông từ trong cơ thể bộc phát ra, cấp độ linh lực này cũng đã bước vào đại viên mãn địa chí tôn. Vèo, thân hình Khương Long vừa động, lập tức xuất hiện phía trước thân ảnh tràn đầy khí tức tử vong kia, hắn đánh ra một quyền, gân xanh giống như gân rồng ngọ ngoậy, phát ra một luồng sức mạnh kinh khủng. Bất quá một quyền vô cùng hung hãn này, của hắn khi đánh trên người bóng đen thì lại lập tức xuyên thủng qua, bóng đen quỷ dị tiêu tán đi, vài hơi thở sau lại xuất hiện ở một hướng khác hung hăng nhỉ, bất quá mục đích ta tới nơi này cũng không phải vì các ngươi. Hai mắt hắc ảnh tà ác, lướt nhìn đám người Khương Long một cái, chợt hắn cười lạnh lẽo, nhưng giờ có lẽ đúng là lúc các ngươi suy yếu nhất nhỉ, cơ hội này ta sẽ không bỏ qua thanh âm vừa dứt, hắn đáp xuống dưới đất, một bàn tay tái nhợt dị thường đặt lên mặt đất, sau đó ngẩng đầu lên, khói đen hơi tan đi lộ ra một khuôn mặt tái nhợt không chút máu, cười quỷ dị với đám người Khương Long, Mục Trần, ngăn cản hắn. Mục Trần thấy vậy, con ngươi ngưng lại, Mặc dù không biết tên ngoại vực tộc này rốt cục muốn làm gì nhưng hắn vẫn cảm thấy cực kỳ bất an, chợt quát lên. Hắc hắc, chậm rồi. Nam tử ngoại vực tộc cười lạnh lẽo một tiếng, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên bộc phát ra một ma trận màu đen, ánh sáng màu đen sình sạch tựa như côn trùng dẫu dụa, điên cuồng xuyên qua lòng đất, hướng tới chỗ sâu bên trong. Khương Long thấy cảnh này, sắc mặt đại biến nói mục tiêu của hắn là thản sát ma đế bị phong ấn dưới lòng đất. Mục Vương, mau điều khiển chiến ý Huyền Long quân chấp áp, mục trần nghe vậy trong lòng cũng không nhịn được mà run lên dưới lòng đất này lại phong ấn một cái xác ma đế đột nhiên bàn tay hắn nắm chặt long phù bất quá hắn còn chưa kịp thúc dục huyền long quân thì cả vùng đất này đã chấn động kịch liệt từng vết nứt khổng lò điên cuồng lan ra trên mặt đất vù mặt đất vỡ ra ma khí cuồn cuộn đột nhiên một đạo hắc quang phóng lên cao một luồng đao rộng cực kỳ đáng sợ tràn ngập thiên địa mục trần có chút hoảng sợ ngẩng đầu chỉ thấy bên trong hắc quang có một bộ hài cốt đen ngòm mặc dù hài cốt đã mất đi sức sống, nhưng vẫn lưu lại dao động ma khí vô cùng cường đại. Dựa theo dao động ma khí, thì khi còn sống bộ hài cốt này cũng là một vị ma đế thực lực mạnh mẽ. Ha ha, quả nhiên ta đoán không sai, chỗ này đúng là có một cỗ thi hài ma đế lở. Hắc ảnh kia thấy vậy, nhất thời âm trầm cười to. Sắc mặt mục trần âm trầm, lúc này hắn đã thúc giục huyền long quân, nhưng hiện giờ hắn có dùng toàn lực, thì vẫn chỉ thúc giục được 3.000 huyền long quân mà thôi. Bất quá cũng may là, trong cảm giác của mục trần nam tử tràn đầy khí tức tử vong này cũng không đạt tới tầng thứ thiên trí tôn như thế cũng không phải là không thể chống lại ầm ầm chiến ý cuồng bạo hóa thành hồng lưu lập tức xuyên thủng không gian đánh về phía nam tử khí tức tử vong kia đối mặt mới chiến ý hồng lưu nam tử tử vong kia cũng không cứng rắn đấu thân hình hắn chợt lóe nhanh chóng thối lui nhưng mục trần cũng không định bỏ qua cho hắn tâm niệm vừa động từng đạo chiến ý hồng lưu điên cuồng lao ra hắn cũng nhận ra, mục tiêu của tên này là thi hài ma đế. Chỉ cần câu giờ không cho hắn có thời gian lấy được bộ thi hài kia là được. Nam tử tử vong tránh né mấy lần, dường như cũng bị thế công hung hăng của mục trần làm cho tức giận. Hắn cười lạnh lẽo một tiếng, hai chân dừng lại, hắc khí trên khuôn mặt tiêu tán, lộ ra vẻ mặt tái nhợt không chút máu. Ánh mắt của hắn tập trung vào mục trần, lạnh lùng cười một tiếng. Nếu ngươi đã thành tâm muốn chết thì bổn hoàng tử sẽ cho ngươi tọa nguyên, nhớ lấy, người giết ngươi, Hoàng tử thi ma tộc, Thi Thiên U. Chương 1316, Thi Thiên U. Khi thanh ảm lạnh lùng của nam tử tản ra khí tức tử vong này vang lên trong thiên địa, thì trong mắt hắn cũng phun ra tử khí vô tận. Cây cối xung quanh chỗ hắn đứng cũng bị tử khí ăn mòn, nhanh chóng khô héo, tất cả sức sống đều bị tước đoạt đi. Thậm chí ngay cả thiên địa linh lực ở khu vực này đều từ từ trở nên trắng xám, khí tức tử vong tràn ngập thiên địa. Mục Trần thấy cảnh này, ánh mắt cũng ngưng lại, tử khí này quả thật quá mức bá đạo thậm chí kể cả thiên địa linh lực cũng bị ăn mòn. nếu tử khí mức này xâm nhập cơ thể con người thì sẽ tàn phá đến mức độ nào? nghĩ đến đây, trong mắt mục trần cũng thoáng hiện vẻ kiêng kỵ. xem ra lúc giao thủ cùng ngoại vực tà tộc nhất định phải cẩn thận không để loại ma khí quỷ dị đó xâm nhập cơ thể. ầm, um, mặc dù suy nghĩ trong đầu không ngừng xoay chuyển, nhưng mục trần cũng không hề chậm trễ, ngón tay điểm ra, từng đạo chiến ý hồng lưu cuồn cuộn như sông lớn xuyên qua hư không, hung hăng bao trùm lấy vị hoàng tử thi ma tộc này. hừ. Bất quá lần này, Thi Thiên U cũng hừ lạnh một tiếng, cũng không né tránh, mà là đưa bàn tay tái nhợt ra, trong lòng bàn tay dường như hiện lên ma văn tà ác, thoáng sau, thi khí cuồn cuộn như sương khói phun ra, thi ma khí, thi khí vọt ra, đánh lên chiến ý cuồn cuộn, nhất thời âm thanh chói tai vang lên, thi khí ăn mòn, hóa giải được một đạo chiến ý hồng lưu. Soạt soạt, từng đạo ma khí không ngừng bắn ra, ngăn chặn toàn bộ chiến ý hồng lưu của Mục Trần giao thủ nhanh như chớp cũng làm sắc mặt mục trần trở nên ngưng trọng hiện giờ hắn đang điều khiển chiến ý của ba huyền long quân chiến ý cuồng bạo mênh mông như thế đại viên mãn địa chí tôn căn bản không phải đối thủ của hắn vậy mà giờ lại không chiếm được chút ưu thế nào trước thi thiên u hiển nhiên tuy thi thiên u này chưa đạt tới cảnh giới ma đế nhưng thực lực của hắn cũng tuyệt đối đứng đầu tầng thứ đại viên mãn hống sắc mặt mục trần ngưng trọng hai tay đột nhiên kết ấn chiến ý của ba huyền long quân đột nhiên biến đổi một khắc sau, một tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang vọng lên. Ầm, um. Huyền Long Chiến Linh một lần nữa bay lên trên không, miệng rồng hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên phun ra một đạo long tức màu đen khổng lồ tới mấy vạn trượng, mang theo dao động hủy diệt điên cuồng quét về phía Thi Thiên U. Thi Thiên U nhìn hắc sắc long tức, khuôn mặt không chút máu của hắn thoáng hiện một nụ cười lạnh, chợt hắn mở miệng ra, từ trong miệng phun ra một đạo lưu quang xám trắng. Vệ Sinh Khô, đạo lưu quang nhanh chóng phình to ra trong chốc lát đã biến thành một chiếc đầu lâu màu xám cho khổng lồ. Đầu lâu mở to miệng, tựa như có thể cắn nuốt tất cả sự sống trong thiên địa. Hô, đầu lâu xám cho mở to miệng, hút vào một cái, chiến ý long tức liền bị nuốt tọt vào trong. Mà sau khi cắn nuốt chiến ý long tức, trên đầu lâu xám cho nhanh chóng hiện lên quang văn, một lát sau dần dần rơi xuống, trôi lơ lửng quanh thân thể thi thiên u, hóc mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào mục trần. Mục trần thấy thế công mạnh mẽ như vậy, lại bị hóa giải dễ dàng thì không nhịn được mà mím chặt miệng lại phải biết lúc trước đạo long tức này của hắn dọa cho vũ thông trực tiếp quay đầu trốn như chuột mà hiện giờ thi thiên u lại có thể hóa giải dễ dàng hiển nhiên thi thiên u này mạnh hơn vũ thông quá nhiều thi thiên u lơ lửng trên không hai tay ôm ngực hai mắt nồng nặc thi khí xa xa nhìn mục trần lạnh lùng cười nói còn thủ đoạn gì nữa lôi ra hết đi bổn hoàng tử sẽ cho người biết giữa thiên tài của đại thiên thế giới cùng thiên tài của ngoại vực tộc có tranh lệch lớn đến mức nào. Mục vướng, chúng ta liên thủ chém chết tên chó này. Khương Long vọt ra, ánh mắt hắn vô cùng hung ác nhìn thi thiên u, một khắc sau, thân thể của hắn đột nhiên to lên, vài hơi thở sau đã giống như người không giờ lồ, trên thân thể mọc ra long lân, khiến hắn giống như long nhân. Đoành chân hắn dẫm lên mặt đất một cái, cả vùng đất đều vỡ vụn ra, thân hình của hắn bắn thẳng tới thi thiên u như đạn pháo. Mục Trần thấy vậy cũng không ngăn cản, Thi Thiên U này đúng là quỷ dị, cho nên phải mau chóng bắt được hắn, tránh đến lúc sinh ra biến cố, còn về chuyện một trọi một thì quên đi, Mục Trần cũng không ngu xuẩn cổ hủ đến mức đó. Vì vậy, hắn không chút do dự liền thúc dục huyền Long chiến linh, gầm thét một cái, Long chảo lộ ra, lập tức hung hăng vỗ tới Thi Thiên U. Theo hắn đoán chừng, thực lực của Thi Thiên U này nếu xét trên đại thiên thế giới, thì phải là tầng thứ cao nhất của đại viên mãn địa trí tôn, nhưng chỉ cần hắn không phải ma đế thì Mục Trần cũng không sợ chút nào. Khương Long cùng Mục Trần đồng thời ra tay, công kích bỗng trở nên cực kỳ cuồng bạo trong chớp mắt, thậm chí đến cả Thi Thiên U cũng phải điên cuồng thúc dục thi khí, cùng đầu lâu xám cho chống lại hai người Mục Trần liên thủ. Nhất thời, dao động cuồng bạo điên cuồng lan tỏa, khiến không gian nứt ra từng vết nứt khổng lồ, chiến đấu qua chỗ nào chỗ đó sụp đổ đến đấy, giống như thiên băng địa liệt. Thực lực của Thi Thiên U này mặc dù cũng là đứng đầu tầng thử đại viên mãn, nhưng đối mặt với Mục Trần cũng Khương Long liên thủ thì cũng không còn ung um dung được nữa, nhất thời đã có dấu hiệu yếu thế mục trần thấy vậy tâm niệm vừa động hắc bạch mục trần cũng lập tức tham gia chiến cuộc khiến thực lực phe hắn tăng mạnh nhất thời thi thiên u đã dần dần bại lui trên bầu trời cách đó xa xa vũ thông hoảng sợ nhìn đại chiến kinh thiên này lúc trước khi thi thiên u xuất hiện cũng đã khiến hắn sợ không ít đại chúa tể ra mắt sớm nhất tại L, vn hắn không tài nào nghĩ nổi lại có một tên ngoại vực tộc theo đuôi hắn tới đây hơn nữa Thực lực kinh khủng mà Thi Thiên U thể hiện cũng làm hắn có chút kinh hãi. Nếu hắn mà một trọi một với tên kia, chỉ sợ không quá mười hiệp hắn sẽ bỏ mạng. Nơi này quá nguy hiểm, không nên ở lâu. sắc mặt Vũ Thông biến ảo, trong lòng đã có ý rút lui. Huyền Long quân hiện giờ đã rơi vào tay Mục Trần, hắn ở lại đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Còn việc đi giúp bọn Mục Trần đối phó Thi Thiên U thì càng không thể nào. Hắn hiện giờ đang ước gì bọn Mục Trần đều chết hết trong tay ngoại vực tộc. Ẩm. Um, trong lúc Vũ Thông đang nghiền man suy nghĩ thì xa xa trên thiên địa thi thiên u một trưởng đánh vỡ một đạo chiến ý hồng lưu sau đó lại xoay người tung một quyền đánh lại với khương long mình đầy long lân bành sức mạnh đáng sợ đánh vỡ cả không gian thân thể khương long cũng bắn lùi lại thân thể thi thiên u trượt run lên hắn nhanh chóng đảo mắt quá hắc bạch mục trần đang vây công mình trong mắt thoáng hiện vẻ âm u trận đấu này hắn đã hoàn toàn yếu thế rồi không thể mất thời gian với bọn chúng ánh mắt thi thiên u hơi lóe lên đột nhiên thân thể hóa thành khói đen biến mất tới lúc xuất hiện thì đã cách xa vạn trượng, hắn ngẩng đầu lên, xì ra một tia máu đen tia máu này như một mũi tên bắn qua chân trời, trực tiếp bắn vào giữa. Chán của thi hải ma đế đang trôi lơ lửng. Đoành, hai mắt ma đế đột nhiên mở ra, trong nháy mắt ma khí cuồn cuộn, thân hình nó vừa động liền xuất hiện sau lưng vũ thông, đưa tay chụp lên đầu hắn. A, à, đột nhiên bị tấn công khiến vũ thông cực kỳ hoảng sợ, rít gào ẩm lên, dãy ruộng điên cuồng. Thế nhưng bàn tay ma đế siết chặt lại, Hơi run lên một cái liền bóp vỡ đầu Vũ Thông, thi khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể Vũ Thông, khiến cơ thể hắn trở nên khô héo với tốc độ kinh người. Mục Trần, Khương Long thấy vậy, sắc mặt cũng khẽ biến, sau đó đồng thời xuất thủ, công kích ngập trời quét về phía thi hài ma đế. Vù, cánh tay ma đế run lên, thân hình héo quát của Vũ Thông lập tức bay về phía bọn họ. Mục Trần nhìn thi thể Vũ Thông bị ném tới, ánh mắt co rụt lại, quát khẽ, mau lùi lại hắn rõ ràng nhìn thấy sự sống trong mắt vũ thông đã tan biến hết ngoài ra mặt hắn mơ hồ có thi khí đang giao động bùm lúc bọn mục trần tránh đi thì thân thể vũ thông lập tức nổ tung ra máu thịt cuồn cuộn hóa thành thi khí phô thiên cái địa cuốn tới bọn mục trần không dám dính thi khí nên liên tiếp lui về sau cuộc chiến hôm nay bổn hoàng tử ghi nhớ trong lòng, đợi đến khi bổn hoàng tử khống chế được thi hài ma đến này lúc đó nhất định sẽ còn trở lại lúc bọn mục trần đang lùi về sau thì âm thanh lạnh lẽo của thi thiên u cũng vang dội trong thiên địa chỉ là giọng nói của hắn có chút suy nhược có lẽ là cái giá phải trả khi thúc giục thi hài ma đế hỏng bét hắn muốn chạy khương long thấy vậy nhất thời cả kinh mục trần ngẩng đầu chỉ thấy nơi xa thi thiên u đã ở cạnh thi hài ma đế hắn cúi đầu dùng ánh mắt tràn đầy thi khí tà ác nhìn mục trần khóe miệng thi thiên u hiện lên nụ cười tàn khốc bàn tay làm động tác cắt cổ với mục trần ở phía xa lần sau gặp lại bổn hoàng tử nhất định sẽ giết ngươi hắn cười lớn thân hình nhanh chóng biến thành khói đen quỷ dị bao trùm lấy thi hài ma đế không gian sau lưng bị ăn mòn ra một lỗ làn khói đen quỷ dị kia liền lập tức chui vào biến mất không chút vết tích sau khi thi thiên u rút lui cả mảnh không gian này cũng dần dần trở lại bình thường chỉ có cả mặt đất là bị phá nát chính là dấu vết của đại chiến kinh thiên lúc trước mục trần nhìn nơi thi thiên u biến mất khẽ cao mày quả nhiên ngoại vực tộc cũng xông vào trong thượng cổ thánh uyên chuyến đi lần này lại trở nên cực kỳ phiền toái rồi. Chương 1317, động không đáy. Trong Huyền Long không gian, đại chiến đã kết thúc, để lại cả một vùng đất bị tàn phá nặng nề, đủ hiểu trận chiến kịch liệt đến mức nào. Sắc mặt Mục Trần có chút ngưng trọng nhìn nơi Thi Thiên U biến mất, đây cũng coi như lần đầu tiên hắn gặp một cười giả ngoại vực tộc còn sống, thực lực cùng thủ đoạn của hắn cũng đủ khiến Mục Trần kinh hãi. Loại thi khi đó hoàn toàn khác với linh lực, nhưng lại cực kỳ ác độc bá đạo, một khi bị ăn mòn thì sức sống trong cơ thể cũng sẽ nhanh chóng bị tước đoạt. Hiện giờ trong thượng cổ thánh uyên vốn đã tập trung đội ngũ của các siêu cấp thế lực, giờ lại thêm lũ ngoại vực tà tộc như rắn độc rình rập thế này, có lẽ thế cục sẽ trở nên phức tạp và khó giải quyết hơn nhiều. Tên này thì ra là cường giả thi ma tộc, bảo sao hắn lại muốn tới cướp đoạt thi Hải ma đế, bên cạnh mục trần, khương long nhíu chặt mày. Thi ma tộc, mục trần tự nói một tiếng, hiển nhiên hắn không hiểu biết nhiều về đám ngoại vực tộc xa lạ này. Trong ngoại vực Tà tộc có 32 đại tộc, đây chính là lực lượng nòng cốt nhất của ngoại vực tộc, Thi ma tộc này là một trong số đó. Thi ma tộc có năng lực điều khiển xác chết, có thể đạt được sức mạnh từ thi hài, giờ xác ma đế kia lại rơi vào tay của Thi Thiên U này thì sức chiến đấu của hắn sẽ lại tăng vọt, Khương Long thở dài một tiếng nói. Ánh mắt Mục Trần ngưng trọng, hiện giờ Thi Thiên U đã rất khó giải quyết rồi, nếu quả thật hắn còn nắm trong tay thi hài ma đế nữa, thì thực lực chắc chắn sẽ càng mạnh hơn tuy thi hải ma đế cũng không có thực lực như khi còn sống, nhưng tuyệt đối đủ chống lại một vị đại viên mãn hàng đầu, như lúc trước, Vũ Thông còn chưa kịp phản ứng đã bị thi hải ma đế chém chết nhanh như chớp. Cũng là do chúng ta sơ suất, để hắn thừa dịp huyền long quân suy yếu, phá vỡ phong ấn cướp đi thi hải ma đế. Khương Long có chút tự trách mình, ma đế này là do huyền long chiến đế khi còn sống chém giết sau đó phong ấn lại, hiện giờ thi hải lại bị đoạt mất, không khỏi sau này tạo thêm nhiều phiền toái. Điều này làm hắn cảm thấy hồ thẹn với chủ nhân cũ. Khương Long thống lĩnh, nếu sau này còn gặp lại Thi Thiên U, ta sẽ cố gắng hết sức đối phó với hắn, hủy thi hải ma đế đi. Mục Trần Trịnh trọng cam kết, dù sao lúc trước là vì Huyền Long quân ngưng luyện Long phủ cho hắn cho nên, Thi Thiên U mới nhân cơ hội, cho nên hắn cũng có trách nhiệm. Dĩ nhiên, nguyên nhân hắn nói vậy phần lớn là để lấy lòng người, Huyền Long quân không phải là những chiến khôi hắn đoạt được trước kia, có thể sử dụng không cần để ý gì, bọn họ là quân đội còn sống sờ sờ, hơn nữa còn có cả Khương Long thống lĩnh cho nên nếu Mục Trần muốn nắm chắc đội quân tinh nhuệ này, thì nhất định phải làm cho họ hoàn toàn công nhận hắn. Quả nhiên khi nghe Mục Trần nói vậy, Khương Long cũng nhu hòa hơn một ít, ánh mắt của các huyền Long quân xung quanh nhìn Mục Trần cũng càng trở nên thần phục. Mục Trần thấy vậy trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, thi thiên u kia quả thật rất mạnh, hơn nữa giờ có thêm thi hài ma đế thì càng khó giải quyết, nhưng Mục Trần cũng không phải là không có thủ đoạn ngăn cản. Nếu thật sự đánh nhau sinh tử, bày tất cả bài tẩy ra thì thắng bại còn chưa biết được cho nên lời hứa của hắn cũng không phải là nói suông. Đã như vậy thì xin đa tạ Mục Vương rồi. Khương Long cảm kích nói với Mục Trần. Sau đó hắn nhìn Huyền Long Quân, cười cười kế tiếp Mục Vương cũng nên thu. Xếp Huyền Long Quân một chút đi Mục Trần cũng nóng lòng gật đầu một cái. Bất quá hắn lại có chút khó khăn, hiện giờ Huyền Long Quân hoàn toàn là người sống. Tất nhiên hắn không thể bỏ họ vào càn khôn chặt được. Chẳng lẽ lúc nào cũng phải dẫn theo cả vạn người thế này sao? Mục Vương không cần lo lắng. Thấy sắc mặt của Mục Trần, Khương Long cũng hiểu hắn khó khăn ở chỗ nào, lúc này mới cười một tiếng nói, đại chúa tể ra mắt sớm nhất tại TGUENFULL. VN Huyền Long không gian này thật ra chính là bản doanh của chúng ta, đây là một tiểu không gian do chủ nhân ngày trước đã cẩn thận mở ra, chỉ cần ngươi dùng bí pháp thu hẹp, thì tòa Huyền Long không gian này sẽ hóa thành một chiếc nhẫn, có thể mang theo bên người mục trận nghe vậy thì sắc mặt cũng trở nên vui mừng. Nếu nói vậy thì chẳng phải hắn có thể tùy ý mang đội quân này theo hay sao? Nhưng mà, âm thanh của Khương Long chợt dừng một chút, cười híp mắt nói, tòa huyền long không gian này thiên địa linh lực cực kỳ mỏng manh, chỉ có thể đủ cung cấp cho chúng ta khi ngủ say mà thôi, hiện giờ toàn bộ chúng ta đã thức tỉnh, nên nhu cầu linh lực cũng sẽ mạnh hơn nhiều, vậy nên, trong điều kiện thiếu thốn linh lực như vậy, nếu chúng ta đợi lâu ở trong huyền long không gian thì thực lực sẽ suy giảm, mục trần ngẩn ra vậy giờ làm thế nào? Hiện giờ hắn cũng không có năng lực mở ra không gian, cũng không có cách nào kết nối huyền long không gian, với đại thiên thế giới để tự hấp thu linh lực. Khương Long cười hắc hắc nói, cho nên chúng ta cần số lượng lớn trí tôn linh dịch để tu luyện, cần bao nhiêu? Mục Trần đang định thở phào một cái, nhưng khi thấy ánh mắt Khương Long không có hảo ý, thì mới thận trọng hỏi lại Khương Long tuét miệng cười nói cũng không nhiều. Một năm khoảng 8 ức trí tôn linh dịch, 800 triệu trong nháy mắt mặt Mục Trần đen lại, không nhịn được thất thanh nói, một năm 8 ức. Lúc này dù lấy định lực của Mục Trần cũng thiếu chút nữa không nhịn được chửi má nó, một năm 8 ức trí tôn linh dịch đâu phải số lượng ít ỏi gì, phải biết hồi còn ở Đại La Thiên Vực, một năm thu nhập của Đại La Thiên Vực cũng chỉ khoảng một ức, vậy mà hiện giờ nuôi huyền long quân này một năm những tám ức. Đây đúng là một cái động không đáy mà, rốt cục hiện giờ Mục Trần đã hiểu, muốn nuôi một đội quân tinh nhuệ bậc này rốt trục cần tài nguyên kinh khủng thế nào. Một năm tám ức đã là ít rồi. Đây là là con số tối thiểu rồi đó. Khương Long cũng có chút nghi hoặc, trước kia khi đi theo huyền long chiến đế, một năm phải tốn hơn mười ức. Khóe miệng Mục Trần giật giật, hắn cũng không phải huyền long chiến đế, hắn hiện giờ mới chỉ là thượng vị địa chí tôn mà thôi nào có giàu nứt vách như huyền long chiến đế mặc dù hắn còn có mục phủ nhưng dựa vào thu nhập của mục phủ chỉ sợ cũng không nuôi nổi cái động không đáy này khương long dường như cũng hiểu ra một chút lúc này mới xin lỗi cười một tiếng nói nếu mục vương có thể đưa chúng ta ra ngoài chỉ cần không đợi ở trong huyền long không gian thì một năm cũng chỉ cần khoảng năm ức trí tôn linh dịch mục trần bất đắc dĩ thở dài một cái nếu không mang huyền long quân bên người thì cũng chẳng có ý nghĩa gì dù sao nếu để bọn họ trong mục phủ thì cũng không ai đủ khả năng trưởng khống họ như thế hoàn toàn là lãng phí vấn đề trí tôn linh dịch ta sẽ cố gắng hết sức đáp ứng các ngươi cuối cùng mục trần vẫn gật đầu một cái hiện giờ vất vả lắm mới lấy được một đội quân mạnh mẽ như thế tất nhiên hắn sẽ không thể nào bỏ đi được dù sao nếu tin tức truyền ra ngoài thì không biết sẽ có bao nhiêu siêu cấp thế thực đánh nhau vỡ đầu chảy máu cũng muốn tranh đoạt chỉ mấy ức trí tôn linh dịch nếu so sánh với một đội quân có thể chống lại thiên trí tôn thì vẫn chưa đáng là gì vì theo mục trần đoán nếu muốn thành lập một đội quân bậc này chưa kể đến thời gian chỉ nguyên chi phí thôi cũng phải trên trăm ức ở đây có một ức trí tôn linh dịch các ngươi dùng trước đi mục trần vung tay lên nhất thời từng đạo hồng lưu vọt ra linh quang rực rỡ linh lực mênh mông tràn ngập thiên địa khiến cả huyền long không gian cũng trở nên sáng bừng lên những hồng lưu này đều do trí tôn linh dịch biến thành mục trần lúc này không khỏi có chút may mắn cũng may lúc còn tranh đoạt đại lục chi tử, hắn cá cược 8000 vạn chính mình đoạt quán quân, nhờ thế trên người hắn mới có khoảng 2 ức chí tôn linh dịch. Nếu không chỉ sợ lúc này đến một ức hắn cũng không có. Khương Long thấy một ức chí tôn linh en dịch thì cũng gật đầu cười, có một ức chí tôn linh dịch này thì bọn họ có thể tu luyện một hai tháng trong Huyền Long không gian mà không cần đi ra ngoài. Đưa chí tôn linh dịch cho Huyền Long quân xong, Mục Trần mới cẩn thận xem qua đội quân này một lượt, cuối cùng hắn cũng biết, Huyền Long quân hiện giờ có toàn bộ một vạn năm nghìn người, mà theo như Khương Long nói thì thời toàn thịnh Huyền Long quân có hai vạn năm nghìn người, rõ ràng là khoảng thời gian ngủ say này cũng làm cho quân số tổn thất không ít. Xem ra sau này nếu có cơ hội thì có thể bổ sung thêm nhân lực. Mục Trần âm thầm tự nhủ, nhưng điều kiện trước tiên là hắn phải có đủ trí tôn linh dịch đã. Dù sao hắn hiện giờ muốn gánh vác đội quân một vạn năm nghìn người này, cũng đã rất nhức đầu, nếu còn muốn bổ sung thêm người thì tiêu hao càng lớn mục phủ cần phải mở rộng thêm. Mục trần dây dây chán một cái, mục phủ hiện giờ đã thống trị bắc giới của thiên la đại lục, nhưng cái này vẫn chưa đủ, cho nên nếu mục trần muốn có vốn liếng hùng hậu, thì nhất định phải tiến hành mở rộng mục phủ. Chỉ là nếu làm thế thì sẽ bộc phát xung đột chiến tranh, với những thế lực đứng đầu thiên la đại lục khác, nhưng mục trần cũng không sợ điều này, dù sao hiện giờ hắn cũng không còn là hạ vị địa chí tôn nữa, lần tới khi hắn trở lại mục phủ, thì chỉ sợ mạn Đà La cũng sẽ bị hắn vượt qua. Mục vương sau này nếu cần có thể trực tiếp truyền tin vào huyền long không gian, bất quá trình độ chiến trận sư hiện giờ của người chỉ có thể điều khiển được chiến ý của 3.000 huyền long quân, ta rất mong đợi một ngày nào đó, người có thể hoàn toàn điều khiển được huyền long quân. Khương Long hơi không người với Mục Trần, cung kính nói, ta cũng rất mong đợi, Mục Trần gật đầu cười, sau đó lấy bí pháp huyền long không gian từ chỗ Khương Long, cũng không kéo dài thời gian nữa, thân hình vừa động liền hóa thành lưu quang vọt ra khỏi huyền long không gian. Hắn cũng chưa quên, trong hang động khổng lồ còn lưu lại tài sản khổng lồ của linh điệp đan tiên, dĩ nhiên quan trọng nhất trong đó là thăng hoa đan, mà hắn ngày đêm thèm muốn. Nếu như có thể lấy được đan dược này, thì thần thông của bật hủ kim thản lại có thể cường hóa tới cảnh giới thứ hai, đối với mục trần sẽ lại là tiến bộ cực kỳ lớn. Chương 1318, thăng hoa đan. Trong hang động khổng lồ, hai phe nhản mã rằng có lẫn nhau, bất quá hiện giờ trên mặt bọn hắn đều có chút sợ hãi nhìn về phía xa xa, trong hang. Bởi vì lúc trước, Đột nhiên bọn họ nhìn thấy có hai thân ảnh tràn đầy khí tức tà ác thoát ra, từ phiến không gian mà hai người mục trần tiến vào, trên người hai thân ảnh này tản ra dao động mạnh mẽ, khiến cho cường giả đại viên mãn của hai bên cũng cảm thấy một cỗ khí tức tử vong. Hiển nhiên, thực lực của hai thân ảnh kia còn mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Bất quá dường như hai thân ảnh kia cũng đang trốn tránh cái gì đó, cho nên cũng không thèm để ý chút nào tới đội ngũ ba bên, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất thoát ra khỏi hang động. Đó là ngoại vực tà tộc. Linh Khê ngừng trọng nhìn hai thân ảnh vừa bỏ đi, trầm giọng nói. Nghe vậy, sắc mặt Lạc Ly, ôn thanh tuyền đều không nhịn được biến đổi, chợt Lạc Ly đưa mắt nhìn về phía huyền long không gian, trong mắt thoáng hiện vẻ lo âu. Nếu bọn ngoại vực tộc kia trốn ta từ phiến không gian này thì chắc hẳn, cũng đã chạm mặt bọn mục trần, không biết hiện giờ rốt cục mục trần thế nào rồi. Ôn thanh tuyền cũng đang suy nghĩ điều này, hai nàng liếc mắt nhìn nhau có chút lo lắng. Mà ở phía đối diện, những cường giả vũ gia cũng bồn chồn không kém, bọn họ không sợ mục trần nhưng lại sợ những tên ngoại vực tà tộc quỷ dị kia vạn nhất vũ thông xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì mục đích của chuyến đi này cũng thất bại hoàn toàn vù trong khi nhân mã hai bên đang lo âu thì đột nhiên xoáy không gian huyền long chẩn động một cái một khắc sau có một luồng sáng vọt ra luồng sáng từ từ ngưng tụ trước ánh mắt sốt ruột của mọi người cuối cùng hiện ra thân ảnh của mục trần mục trần đám ôn thanh tuyền thấy mục trần an toàn quay lại thì thở phào nhẹ nhõm sắc mặt căng thẳng cũng dần dần dịu xuống. Mục Trần gật đầu cười với bọn họ một cái, nhưng khi hắn nhìn thấy vẻ sợ hãi vẫn chưa hoàn toàn biến mất trên khuôn mặt họ, thì mới nhớ ra điều gì, hỏi các ngươi nhìn thấy tên ngoại vực tộc kia trốn ra sao? Tất cả mọi người đều gật đầu liên tục. Lạc Ly có chút nghi hoặc nói có chuyện gì vậy? Tên ngoại vực tà tộc kia sao lại ở trong mảnh không gian này? Đó là Hoàng tử Thi Ma tộc, tên là Thi Thiên U, hắn theo đuôi chúng ta lẻn vào trong Huyền Long không gian sắc mặt mục trần ngưng trọng nói hắn đã cướp được một bộ thi hài ma đế rồi nghe vậy đám lạc ly giật mình một cái cướp được một bộ thi hài ma đế roi mục trần thiếu chủ của chúng ta đâu lúc này đông đảo cường giả vũ gia đều kinh hoàng nhìn mục trần sắc mặt tái nhợt kêu lên mục trần hững hờ lướt nhìn bọn họ một cái thản nhiên nói vũ thông sao đã chết trong tay bộ thi hài ma đế kia rồi ồn ào sắc mặt đám người vũ gia trắng bệch bọn Đồng Sơn cũng kinh hãi gần chết, bọn họ cũng biết rõ thực lực của Vũ Thông, lợi hại như vậy mà lại chết trong huyền long không gian. Hơn nữa rốt cục là chết trong tay thi hài ma đế hay là trong tay Mục Trần, ai mà biết. Vì vậy, ánh mắt của bọn họ nhìn Mục Trần cũng trở nên hoảng sợ kinh hãi. Đi! Ánh mắt Đồng Sơn lóe lên, chợt hừ nhẹ một tiếng, thân ảnh hắn đột nhiên vọt đi, những đội viên Chu Ma Sư kia cũng rút lui không chút do dự. Hiện giờ Vũ Thông đã chết, thực lực hai bên đã không còn cân bằng, nếu tiếp tục ở lại đây, thì chẳng khác gì để cho đối phương có cơ hội chém giết bọn họ. Những cường giả vũ gia thấy vậy cũng cắn răng một cái, sau đó lập tức chia ra rút lui, lần tranh đoạt này bọn họ đã thất bại hoàn toàn, ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mục Trần nhìn bọn họ rút lui quyết đoán như vậy thì ánh mắt chợt lóe lên, nhưng cuối cùng hắn cũng nhịn lại, không giết sạch toàn bộ bọn chúng nữa, bởi vì nếu một vị đại viên mãn muốn liều mạng chạy trốn, hắn muốn chặn lại cũng cực kỳ phiền phức. Vạn nhất trong lúc truy sát lại gặp thiên tai nào đó, thì chả khác nào tự lấy đá đập vào chân còn việc sau khi tin tức vũ thông chết truyền về vũ gia có khiến vũ gia coi hắn là địch hay không thì hắn cũng không thèm để ý vũ gia cũng chỉ có một vị thiên trí tôn vị này tất nhiên phải chấn giữ vũ gia cũng sẽ không dễ dàng ra tay còn về phần cường giả dưới thiên trí tôn thì cũng chẳng có quá nhiều uy hiếp đối với hắn chuyện quan trọng nhất hiện giờ là mau đi lấy bảo bối trong tòa di tích này hừ chạy thật là nhanh Ôn Thanh Tuyền nhìn kẻ địch chạy trốn sạch sẽ trong chớp mắt thì hừ lạnh một tiếng, nàng cũng không có ý định truy đuổi mà là quay đầu về phía Mục Trần nói, thời gian tới, ôn gia chúng ta cũng sẽ khai chiến với Vũ gia, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng Vũ gia trả thù, dù sao lần này là bọn họ mời Mục Trần đến trợ chiến, mặc dù nàng cũng không biết Vũ Thông chết trong tay ai, nhưng Vũ gia nhất định sẽ ghi hận Mục Trần, cho nên ôn gia bọn họ cũng phải giúp Mục Trần ngăn cản Vũ gia. Mục Trần gật đầu cười, cũng không từ chối ý tốt của Ôn Thanh Tuyền chỉ thấy huyền long không gian phát ra tiếng u u, sau đó xoáy không gian nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một luồng ánh sáng màu tím tơi vào tay Mục Trần. Đó chính là một chiếc nhẫn hình hắc long, trong nhẫn mơ hồ truyền ra dao động không gian. Mục Trần thấy vậy cũng không nhịn được sợ hãi than một tiếng, thủ đoạn này cũng không phải tầm thường, vì trong chiếc nhẫn này mở ra một tiểu không gian, hơn nữa sinh vật sống còn có thể tiến vào được. Bên cạnh, bọn Ôn Thanh Tuyền, Ôn Tử Vũ thấy Mục Trần biến xoáy không gian kia thành chiếc nhẫn, thì không nhịn được trợn to mắt lên. Người đã lấy được Huyền Long Quân. Ôn Thanh Tuyền không nhịn được hỏi. Mục Trần gật đầu cười. Chuyện như vậy giấu giếm cũng không có tác dụng, người khác có thể đoán ra dễ dàng. Bọn Ôn Thanh Tuyền thấy Mục Trần gật đầu thì hít một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn Mục Trần giống như đang nhìn một tên quái vật. Vì họ hiểu rõ Huyền Long Quân kia rốt cục mạnh mẽ cỡ nào, chỉ cần một ngày nào đó Mục Trần có thể hoàn toàn điều khiển được đội quân này, thì cho dù là Thiên Chí Tôn hắn cũng không sợ. Đối với thu hoạch này của Mục Trần ngay cả đám ôn tử vũ cũng không nhịn được có chút thèm thuồng xem ra di tích lần này ngươi mới là kẻ kiếm chắc được nhiều nhất rồi ôn thanh tuyền hài hước nói bất quá trong lời nói cũng không có chút ghen tị nào nàng là một cô gái kiêu ngạo nên cũng sẽ không vì người khác thu hoạch nhiều mà đỏ mắt bởi vì nàng biết đó là do bản lĩnh của người ta bất quá mục trần lại cảm thấy có chút hơi ngại dù sao tin tức về tòa di tích này vốn dĩ là của đám ôn thanh tuyền nếu không phải bọn họ mời thì mục trần tuyệt đối cũng không tìm được tòa di tích này đan dược trong di tích, chúng ta lại chia 5 năm đi. Mục Trần nói, lúc trước vì nàng lấy được truyền thừa cho nên đã chủ động chia thành 28. Ôn Thanh Tuyền nghe vậy chỉ lắc đầu một cái, chiếc cầm tinh xảo khẽ nâng lên, kiêu ngạo nói, ta nói 28 thì cứ 28 đi, lấy được huyền long quân là bản lĩnh của ngươi, cũng không liên quan tới chúng ta thấy Ôn Thanh Tuyền cố chấp như vậy. Mục Trần cũng bất đắc dĩ cười cười, nhưng rồi cũng gật đầu một cái, bởi vì hắn chợt nhớ ra hiện giờ hắn còn phải nuôi thêm một đội quân ăn phá sản, nữa, nếu hắn không kiếm đủ trí tôn linh dịch, thì chỉ sợ nửa năm nữa huyền long quân sẽ chết đói cả lũ. Hay là chúng ta cứ đi xem linh đan trong tòa di tích này đã? Lạc Ly mỉm cười nói. Ôn thanh tuyền cũng khẽ gật đầu, sau đó mọi người ngẩng đầu lên, nhìn vào bên trong hang động khổng lồ, chỉ thấy nơi đó giống như một mảnh tinh không, trong đó từng ngôi sao lóe sáng, mỗi một tia sáng đều là một viên linh đan. Ôn thanh tuyền vung tay lên, lò luyện đan linh điệp liền bay lên, từng luồng ánh sáng trong đó tỏa ra, ánh sáng lướt qua, cả tinh không như biến thành một dải ngân hà bay vọt xuống, toàn bộ chui vào trong lò luyện đan. Quá trình này kéo dài khoảng mười mấy phút, dòng ngân hà mới từ từ biến mất, mà cả mảnh tinh không khổng lồ cũng hoàn toàn biến mất. Ôn Thanh Tuyển khép hờ hai mắt, dường như đang kiểm tra linh đan trong lò, một lát sau nàng mở mắt ra, trên khuôn mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc tổng cộng 800 viên linh đan. Đám người mục trần nghe vậy cũng không nhịn được than thở một tiếng. Vì bọn họ cũng biết, 800 viên linh đan này đều là tinh phẩm, chất lượng cao mà linh điệp đan tiên để lại đem bất kỳ một viên nào đi đấu giá trên đại thiên thế giới cũng có thể đạt tới mấy trăm vạn trí tôn linh dịch mục trần lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm có số lượng linh đan này rốt cục hắn cũng không cần lo lắng tới lúc cạn sạch trí tôn linh dịch thì làm sao nuôi huyền long quân ôn thanh tuyền nhẹ nhàng búng ngón tay trong lò luyện đan liền bắn ra năm đạo hào quang bọn chúng trôi lơ lửng trước mặt nàng dường như đang tản ra một loại dao động linh lực cực kỳ tinh khiết kỳ diệu hào quang dần dần biến mất chợt trước mắt mọi người liền xuất hiện năm viên đan dược trơn bóng như thủy tinh, ở mặt ngoài đan dược lại có đan văn như sinh ra từ tự nhiên, điều này cho thấy chất lượng năm viên đan dược này cao thế nào. Lúc năm viên đan dược này xuất hiện, ánh mắt Mục Trần gắt gao xăm soi chúng, rồi ánh mắt hắn trở nên rực cháy nhìn Ôn Thanh Tuyền. Ôn Thanh Tuyền nhìn hắn cười yêu kiều một tiếng, nói đây chính là Thăng Hoa Đan, chúng ta lấy một viên, bốn viên còn lại đều là của ngươi. Ôn Thanh Tuyền dùng bàn tay ngọn cầm lấy một viên đan dược thủy tinh, sau đó vung tay lên, Bốn viên linh đan còn lại bay về phía mục trần. Mục trần cẩn thận đón lẩy, hắn nhìn bốn viên linh đan hoàn mỹ sáng bóng trong tay mình, cũng cảm thấy như chút được gánh nặng, trên khuôn mặt không giấu rực nụ cười. Hắn biết có thăng hoa đan, này rốt cục thần thông bất hủ kim thân của hắn đã có cơ hội đột phá rồi. Chương 1319 Cảnh giới đột phá. Đêm tối mù mịt bao phủ cả vùng đất, mà lúc này trên bầu trời u ám lại có tuyết bay đầy trời, những bông tuyết này ẩn chứa hàn khí lạnh lẽo không cách nào hình dung. Tuyết rơi đầy mặt đất, khiến cả mặt đất cũng bị đóng băng. Dưới màn tuyết phủ này, thậm chí cả thiên địa cũng có dấu hiệu đóng băng lại. Trong một sơn động, có mấy thân ảnh đang ngồi xếp bằng, giữa bọn họ trôi lơ lửng một hạt châu màu đỏ, hạt châu như ẩn chứa một ngọn hỏa sơn, tản ra nhiệt độ ấm áp khiến toàn bộ hàn khí đều bị xua tan. Ở cửa sơn động có một tòa linh trận như ẩn như hiện, chống chọi với sự xâm thực của cực hàn tuyết này thật là bá đạo. Mục Trần nhìn tuyết ngoài sơn động, không nhịn được cảm thán một tiếng bọn họ đã rời đi khỏi di tích linh điệp được một ngày, cơ mà đêm nay xui xéo lại gặp ngay một loại thiên tai khác của thượng cổ thánh uyên, cho nên chỉ có thể tạm thời lánh đi. Đây là đống hồn tuyết, nghe nói ngay cả linh hồn con người cũng có thể đóng băng, ồn thanh tuyền cười khanh khách nói, sau đó nàng có chút đắc ý nhìn hạt châu màu đỏ đang lơ lửng, nói cũng may ta sớm có chuẩn bị, mang theo một viên viêm linh châu, nếu không dù là lánh trong sơn động chúng ta, cũng phải không ngừng tiêu hao linh lực bản thân để xua đuổi hàn khí. Mục Trần cũng gật đầu một cái, nếu không có ôn thanh tuyền chuẩn bị trước, sợ rằng lúc này hắn cũng phải lực chọn phương pháp hao tổn nhất, mà nếu vậy cũng sẽ ảnh hưởng không tốt tới trạng thái của bọn họ. Kế tiếp chúng ta làm gì đây? Đôi mắt lưu ly của Lạc Ly nhìn Mục Trần, nàng hơi nghiêng đầu, tóc dài xõa ra tựa như thác nước đổ xuống, khóe miệng khẽ mỉm cười, phong tình bất chợt mang tới một cảm giác kinh diễm, dường như khiến cả sơn động bừng sáng. Lạc Ly, ngươi đúng lá càng ngày càng đẹp vẻ đẹp của nàng khiến mục trần dán mắt chằm chằm không dứt nổi mà hai nam nhân như ôn tử vũ long tượng cũng không dám nhìn thẳng ngược lại ôn thanh tuyền ánh mắt sáng lên lặng lẽ tới gần cánh tay rón rén đặt lên vòng eo thon thả mềm mại cười híp mắt nói nhận ra hành động của nàng lạc ly cũng có chút vừa bực vừa buồn cười liếc nàng một cái ngón tay khẽ gỡ bàn tay ôn thanh tuyền ra thật đúng là tiện nghi cho cái tên kia ôn thanh tuyền lộ vẻ tức giật thu tay về sau đó lười biếng nói kế tiếp mục tiêu của chúng ta là một tòa thành thị trong thượng cổ thánh uyên nghe tin tình báo có nói nơi đó là một điểm tập trung có lẽ sẽ hội tụ không ít đội ngũ hả ánh mắt mục trần ngưng lại nói tại đó có thể có tin tức mà chúng ta cần sao tin tức bọn họ đang nghĩ tới tất nhiên là về hai vị lão tổ của phù đồ cổ tộc thái linh cổ tộc ôn thanh tuyền khẽ gật đầu nói năm đó trong thượng cổ thành uyên đại thiên thế giới chúng ta có bốn vị thánh phẩm thiên trí tôn bỏ mạng di tích của bọn họ cực kỳ khó tìm những năm này tuy cũng có vài tin tình báo lưu truyền ra nhưng cũng chẳng có ai thật sự tìm được truyền thừa của bọn họ mà dựa theo một vài tin tình báo suy đoán thì di tích của bốn vị thánh phẩm thiên trí tôn này cũng không cố định một chỗ mà là di động bên trong thượng cổ thánh uyên di động sao mục trần nhất thời nhíu mày nếu đúng như vậy việc tìm kiếm của bọn họ đã khó lại càng thêm khó cho nên chúng ta phải tới điểm tập trung kia bởi vì nơi đó cũng là nơi trao đổi tin tức hầu như tất cả các đội ngũ có thực lực sau khi thám hiểm một thời gian ngắn đều sẽ quay về điểm tập trung cho nên ở đó chúng ta mới có thể lấy được tin tình báo liên quan ôn thanh tuyền nói mục trần gật đầu nói vậy thì bọn họ không thể không tới điểm tập trung kia rồi nếu không cứ tìm lung tung như vậy sợ rằng khó có kết quả gì bất quá nếu theo lời ôn thanh tuyền điểm tập trung kia hẳn là long xà hỗn tạp rất có khả năng cả ba đội ngũ của phù đồ cổ tộc cũng sẽ ở đó trong ba đội ngũ này huyền la cùng mặc tâm hiển nhiên không có thiện ý gì với hắn nếu gặp nhau không chừng sẽ có xung đột nhưng với việc này suy nghĩ mục trần cũng chỉ thoáng qua rồi thôi nếu hai tên huyền la thiếu chủ mặc tâm thiếu chủ kia thật sự coi hắn là bùn nhão vậy hắn cũng không ngại thử xem rốt cục những thiếu chủ của phù đồ cổ tộc này rốt cục có bao nhiêu năng lực có lẽ nên dùng thử thăng hoa đan dĩ nhiên tuy không sợ hãi những thiếu chủ kia nhưng mục trần cũng không phải kẻ coi thường người khác sư tử vồ thỏ cũng phải dùng hết sức huống chi huyền la mặc tâm cũng hoàn toàn không phải là đèn cạn dầu cho nên hắn cảm thấy tốt nhất nên dùng thăng hoa đan để đột phá thần thông của bất hủ kim thân trước khi tới điểm tập trung kia. Nghĩ vậy, Mục Trần cũng không do dự thêm, nói với Lạc Ly, ôn thanh tuyển mấy câu rồi đi về một phía trong sơn động tu luyện. Chúng ta cũng đột phá thôi. Nhìn bóng dáng Mục Trần, ôn tử vũ cùng long tượng cũng đứng dậy, có chút vội vã nói. Trong di tích linh điệp họ cũng có được thánh linh đan, chỉ cần luyện hóa nó, với sự tích lũy của bọn họ, đột phá tới đại viên mãn chỉ là chuyện nước chảy thành sông mà thôi đại chiến trong di tích linh điệp khiến họ hiểu được trong thượng cổ thánh uyên này thực lực bán bộ đại viên mãn cũng chỉ có thể tự vệ mà thôi muốn trở thành chiến lực đứng đầu chỉ có trở thành đại viên mãn chân chính việc canh phòng đêm nay phải nhờ các ngươi rồi lạc ly cười nhẹ một tiếng với ôn thanh tuyền linh khê rồi tiến vào một phía tu luyện nàng cũng lấy được một viên thăng hoa đan từ mục trần cái này cũng vô cùng trọng yếu với nàng dù sao pháp thân nàng tu luyện cũng là siêu cấp pháp thân trên bảng xếp hạng pháp thân sau khi bọn họ rời đi Sơn động nhất thời yên tĩnh lại, Ôn Thanh Tuyền cùng Linh Khê liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó đóng hai mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Phòng tu luyện trong hang động, Mục Trần lặng lặng xếp bằng như tượng đá, trước mặt hắn có một viên đan dược trơn bóng như thủy tinh lơ lửng, tản ra mùi thơm, khiến cho thiên địa linh lực trong đây cũng sôi sục lên. Mục Trần ngưng mắt nhìn viên thăng hoa đan này, chợt hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên kết ấn, linh quang từ trong cơ thể quét ra một tòa bất hủ kim thân to mấy trăm trượng nhanh chóng thành hình phía sau hắn thăng hoa đan có xác suất ngẫu nhiên tăng một tầng cảnh giới cho những thần thông bản thân tu luyện đại chúa tể ra mắt sớm nhất tại vN nhưng trước khi sử dụng nếu thúc giục loại thần thông đó thì xác suất ngẫu nhiên này cũng tăng lên một nửa cho nên mục trần cũng không lo lắng sẽ tăng nhầm các thần thông khác cái viên thuốc này ngẫu nhiên tăng cho một loại thần thông bất kỳ nhưng nếu thúc giục thần thông trước khi nuốt thì xác suất chọn chúng thần thông đó sẽ tăng gấp đôi nếu quả thật chọn nhầm cũng chỉ có thể nói do hắn quá đen bất hủ kim thân hiện lên mục trần cũng không do dự nữa há miệng nuốt thăng hoa đan vào trong cơ thể soạt thăng hoa đan vừa vào miệng liền nhanh chóng tan ra một cảm giác lành lạnh không cách nào diễn tả lan ra tứ chi mục trần sau một khắc có một loại cảm giác kỳ diệu tràn vào sâu trong tâm linh thời khắc đó dường như hắn có tri thức vô cùng vô tận một vài điểm khúc mắc khó hiểu trong quá khứ cũng tan thành mây khói mục trần nhắm nghiền hai mắt mặt mũi bình thần, tựa như rơi vào trong đốn ngộ nào đó, mà bất hủ kim thân phía sau cũng trong trạng thái tu luyện, ánh sáng tử kim quanh thân không ngừng lóe lên, tựa như đang chuẩn bị thứ gì sơn động khổng lồ lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Hôm sau, tuyết cũng đã tan tin, mà khiến người ta ngạc nhiên là vùng đất vốn đóng băng vạn dặm này, cũng đã nhanh chóng hòa tan ra. Ẩm, trong sơn động, đột nhiên có hai luồng dao động linh lực mênh mông mạnh mẽ phóng lên cao, ngay sau đó, có hai đạo quang ảnh vọt ra khỏi sơn động, phóng lên không trung. Hai thân ảnh ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng vù vù như sấm, cuồn cuộn không ngừng, khiến linh lực gào thét đầy trời. Ồn quá. Bên ngoài sơn động, Ôn Thanh Tuyền trợn mắt nhìn hai người trên không trung một cái, quát một tiếng. Trên bầu trời, Ôn Tử Vũ cùng Long Tượng liếc mắt nhìn nhau, đều vội vàng im miệng lại, nhưng trong mắt có vẻ vui mừng không thể che giấu, bởi vì nhờ Thánh Linh Đan, hai người bọn họ rốt cục đã hoàn thành đột phá, chân chính tiến vào tầng thứ đại viên mãn địa chí tôn. Một cửa đá tu luyện cũng chợt mở ra chỉ thấy Lạc Ly bước ra, thần thái ưu nhã. Lạc Ly, sao rồi? Ôm thanh tuyền tò mò nhìn Lạc Ly, nàng cũng rất muốn biết thăng hoa đan thật sự có công hiệu như lời đồn không. Đối với sự tò mò của nàng, Lạc Ly chỉ khẽ mỉm cười nói, thăng hoa đan không hổ là tâm huyết của linh điệp đan tiên. Nghe được câu nói mập mờ này của nàng, ôn thanh tuyền càng thêm tò mò, càng muốn hỏi thêm, nhưng Lạc Ly chỉ mỉm cười thần bí, làm cho nàng hơi buồn bực. Ờm. Um, Lúc này, một cửa đá khác cũng chợt vỡ vụn ra, thân ảnh của Mục Trần cũng xuất hiện dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. "Mục Trần, ngươi thành công không?" Ôn Thanh Tuyền lại chuyển mục tiêu sang Mục Trần. Mục Trần cùng Lạc Ly liếc mắt nhìn nhau, cười híp mắt nói, "Linh Điệp Đan Tiên, danh bất hư truyền nhìn thấy dáng vẻ hai người giống hệt nhau." Ôn Thanh Tuyền không khỏi khẽ cắn răng, hai người này thật không hổ là một đôi, bất quá xét vẻ mặt bọn họ như vậy, ít nhất Ôn Thanh Tuyền cũng biết, hiệu quả của Thăng Hoa Đan hẳn là làm bọn họ rất hài lòng đi thôi, tới điểm tập trung mục trần cũng không nói thêm, vung tay về phía mọi người, dứt khoát nói. Âm thanh vừa dứt, chân hắn nhún lên, thân hình hóa thành một đạo lưu quang dẫn đầu đoàn, đi thẳng vào sâu trong thượng cổ thánh uyên, mà sau lưng hắn, từng đạo quang ảnh cũng nhanh chóng theo sát. Chương 1320, khu giao dịch. Thiên địa rộng lớn, tràn ngập khí tức cổ xưa, đột nhiên, sự yên tĩnh cổ xưa vĩnh hằng này bị phá vỡ, chợt mấy đạo lưu quang từ chân trời xẹt qua, dùng tốc độ kinh người lướt về phía xa xa, Mặt đất trải dài bất tận không ngừng, đột nhiên ở vùng đất xa xa, xuất hiện một tòa thành thị khổng lồ, từ xa nhìn lại, hình dáng của nó tựa như một con cự thú bò lồm ngồm trên mặt đất. Chúng ta tới nơi rồi. Ôn Thanh Tuyền nhìn thành thị khổng lồ nơi xa xa, nhất thời tinh thần chấn động, vui mừng nói, trải qua suốt hai ngày đi đường, rốt cục bọn họ cũng đã tới được địa điểm cần tới. Đám Mục Trần thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, hành trình trong thượng cổ thánh nguyên này đúng là không phải chuyện dễ dàng, bất cứ lúc nào khi nào đủ loại thiên tai ngay cả địa chí tôn cũng phải sợ hãi cũng có thể xuất hiện. Hai ngày đường này bọn họ đã gặp không ít hơn 5 loại thiên tai, trong đó có một khu vực lôi đình hủy diệt, suýt nữa khiến họ hao binh tổn tướng. Cũng may là cuối cùng đã đến nơi. Khi đám mục trần từ từ tới gần khu vực này cũng đã nhận ra, ở những hướng khác thi thoảng cũng có một vài đột ngũ lướt qua chân trời, hướng về phía thành thị đổ nát này. Trong tòa thành này, mục trần cũng cảm ứng được không ít dao động linh lực mạnh mẽ. Quả nhiên không ít đội ngũ đều tới điểm tập trung này, hai mắt mục trần híp lại, theo hắn đoán, sợ rằng 7, 8 trên 10 đội ngũ trong thượng cổ thánh uyên đều tập trung tại nơi này. Như vậy có thể thấy được, điểm tập trung này hỗn tạp đến mức nào. Cẩn thận một chút, nhìn thành thị ngày càng gần, mục trần truyền âm nhắc nhở mọi người một chút. Lạc ly, ôn thanh tuyền đều gật đầu một cái, những đội ngũ có thể tiến. Vào trong thượng cổ thánh uyên đa phần đều không phải đèn cạn dầu, một khi bộc phát xung đột sẽ khó tránh khỏi phiền toái mọi người biến thành quang ảnh xẹt qua bầu trời, thời điểm tới gần cổng thành, bọn mục trần cũng nhận ra được, phía trên tòa thành này dường như có một loại dao động mơ hồ nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Dao động này cực kỳ rối loạn, nếu bước linh tinh vào sợ rằng sẽ bị linh lực công kích. Đó là một tòa linh trận đã bị phá toái, cấp bậc cực cao, có lẽ không yếu hơn tòa đại trận hộ thành của Thánh Uyên thành chút nào. Linh khẽ ngưng mắt nhìn dao động hỗn loạn trên trời, có chút kinh ngạc thấp giọng nói. Mục Trần nghe vậy cũng khẽ gật đầu, linh trận bậc này dù đã bị tàn phá, nhưng vẫn tản ra sự nguy hiểm bất quá hắn cũng không thấy kỳ lạ dù sao ở thời viễn cổ nơi này cũng là một trong những địa điểm quyết chiến của đại thiên thế giới với ngoại vực tà tộc có loại linh trận bậc này cũng là hợp lý đi thôi ở cửa thành thi thoảng lại có đội ngũ đáp xuống sau đó đề phòng lẫn nhau tiến vào trong thành mục trần cũng phất tay dẫn đầu bước vào thành bước vào thành cảnh tượng đổ nát khắp nơi hiện lên trong mắt bất quá từ những kiến trúc đổ nát kia cũng có thể thoáng cảm nhận được ở thời viễn cổ tòa thành thì này phồn hoa bậc nào trong thành thị có nhiều tòa tháp cao sừng sững nghe nói ở thời viễn cổ những cường giả đứng đầu đều thích chế tạo tháp tu luyện mỗi một tòa tháp cũng là tượng trưng cho một vị cường giả đỉnh cao nhờ có nhiều đột ngũ tụ hội nên tòa thành thị đổ nát này lại một lần nữa trở nên đông đúc tiếng nói ồn ào huyên náo không ngừng truyền tới từ bốn phương tám hướng trong tòa thành này có một khu giao dịch rất nhiều đội ngũ sau khi thám hiểm cũng sẽ lấy được không ít đồ vật không rõ danh tính có thể là bảo bối cũng có thể là vô dụng nhưng nói chung là cũng đáng xem thử Ôn Thanh Tuyền hiển nhiên đã thu thập được không ít tin tức về điểm tập trung này, ngón tay chỉ vào sâu bên trong thành, cười tươi nói. Mục Trần nghe vậy cũng khẽ động trong lòng, thượng cổ thánh uyên quá mức rộng lớn, trong đó có quá nhiều cường giả đỉnh phong bỏ mạng, cho nên bảo bối cũng tương đối nhiều, vì thế khó tránh khỏi việc có người lấy được bảo vật nhưng lại không có mắt nhìn đồ, xem đó là đồ vô dụng, nếu may mắn gặp được thì đúng là vận may trời ban. Chuyên tin tức cứ giao cho chúng ta đi, ôn ra chúng ta biết một vài nguồn tin tức, có thể đi thử xem sao về phần các ngươi có thể tới khu giao dịch trước chờ chúng ta ôn thanh tuyền nói được mục trần trầm ngâm một chút rồi gật đầu những nguồn tin tức này là của ôn gia bọn họ xen vào cũng không hợp lắm vậy gặp lại sau ôn thanh tuyền vẫy bàn tay nhỏ sau đó mang đám người ôn tử vũ đi về một hướng khác mục trần nhìn thân ảnh nàng rời đi cũng xoay người mang lạc ly linh khê long tượng tới chỗ khu giao dịch lướt qua từng con phố đổ nát rất nhanh ở khu vực phía trước đã có âm thanh ồn ào truyền tới chỉ thấy trên một quảng trường đổ nát tấp nập người đến người đi đông đúc nhộn nhịp nếu ở bên ngoài thì nơi náo nhiệt như vậy cũng chỉ là bình thường nhưng ở trong thượng cổ thánh uyên hoang vằng thì cũng chỉ có chỗ này thôi hiển nhiên nơi này chính là khu giao dịch mà ôn thanh tuyền đã nói lúc trước mấy người lạc ly mục trần liếc mắt nhìn nhau đều tỏ ra hưng phấn sau đó cất bước vào trong quảng trường đổ nát bên trong quảng trường cự thạch ngổn ngang vô số bóng người ngồi trên đá từng gian hàng bày trước mặt xếp đầy những đồ vật không rõ danh tính sức sức mẻ mẻ đủ các loại những vật phẩm này đều có một loại khí tức cổ xưa, bẽn trên hiện đầy dấu vết thời gian, mang lại cảm giác tăng thương. Mục Trần dừng bước trước một tảng đá lớn, ánh mắt đảo qua, trên đó tùy ý trưng bày đủ loại đồ vật rực rỡ muôn màu, vài món rõ ràng là thánh vật bảo bối, mơ hồ có dao động linh lực nhẹ nhẹ. Mục Trần tiện tay cầm một thanh trường kiếm màu đen lên, trên thân kiếm có vết nứt, thân kiếm ảm đạm, bất quá thi thoảng lại tản ra một tia linh lực cực nhỏ, khiến cho nó nhìn qua có chút bất phàm hắc hắc, vị bằng hữu này thích nó sao? Thân kiếm này chính là chế tạo từ củ u hàn thiết cùng tinh không thạch mà ra, đại chúa tể ra mắt sớm nhất tại TGUENFULL. -L. VN không gì không chém đứt được, thời kỳ toàn thịnh nỏ tuyệt đối đã vượt qua cao cấp thánh vật, thậm chí còn có thể là một món tuyệt thế thánh vật do thiên trí tôn lưu lại. Phía sau gian hàng, một nam tử áo xám cười híp mắt nói. Trên đại thiên thế giới, phía trên cao cấp thánh vật còn có một cấp bậc cao hơn, đó chính là tuyệt thế thánh vật chỉ có điều những món tuyệt thế thánh vật này thật quá mức mạnh mẽ và hiếm có, dù là một ít thiên trí tôn cũng không có được, theo mục trần đoán, thiên đế kiếm của hắn chắc cũng là một tuyệt thế thánh vật, nếu ở thời kỳ đỉnh cảo nó còn có thể là tuyệt thế thánh vật cấp cao nhất. Mục trần cười cầm trường kiếm màu đen trên tay, thuận miệng hỏi, giá bao nhiêu? Rất rẻ, 5.000 vạn trí tôn linh dịch. Nam tử áo xám vội vàng nói. Mục trần cười cười, tiện tay trả trường kiếm màu đen này lại, xoay người đưa bọn lạc ly rời đi căn bản cũng không nói nhảm với người này thêm câu nào thanh kiếm màu đen này có lẽ đúng là đổ thời viễn cổ nhưng bất kể trước kia nó mạnh ra sao thì hiện giờ cũng đã bị tàn phá rồi thậm chí còn có thể bị thời gian ăn mòn thành một thanh kiếm hỏng nam tự áo xám thấy mục trần dứt khoát rời đi thì cũng tỏ vẻ tức giận mắng một tiếng một lần nữa thu đổ về đoàn người mục trần đi xuyên qua khu giao dịch náo nhiệt này suốt đường đi đều đã xem qua đủ các món bảo bối cổ xưa nhưng không thể không nói rằng phần lớn trong đó đều là đồ bỏ đi bất quá tuy rằng nhiều đồ phế thải nhưng cũng phải tất cả đều thế ít nhất ở một gian hàng trước mặt mục trần cũng nhận ra hai món đồ rất bất phàm theo hắn đoán hai vật phẩm này chắc chắn thuộc về một vị thiên trí tôn hơn nữa cấp bậc của vị thiên trí tôn này cũng không thấp đó là một cây thước và một cây côn trước khi bị phá toái hẳn là tuyệt thế thánh vật chân chính mặc dù biết hai vật kia không đơn giản nhưng mục trần cũng không mua bởi vì hiện giờ quá nhiều người nhắm vào hai món này những tên kia đều là bọn lắm tiền nhiều của, mới mấy phút mà đã đẩy giá lên hơn một ức, hiện giờ Mục Trần cũng không lắm tiền, đến mức dùng giá đó đi mua loại tuyệt thế thánh vật đã phá toái này. Đồ loại này cho dù lấy được, sau này muốn sửa chữa cũng tốn rất nhiều tiền bạc. Bởi vậy, suốt quãng đường này, đám người Mục Trần đều hai tay trống trơn, cũng chẳng nhìn thấy món nào vừa mắt, thật ra cũng khiến họ có chút tiếc nuối. Ánh mắt Mục Trần quét qua một vòng, nhận ra rằng hắn đã xem hết cả khu giao dịch này rồi, đang lúc hắn định đưa mọi người đi tập hợp với đám Ôn Thanh Tuyền thì chợt dừng lại cạnh một tảng đá lớn, ánh mắt của hắn lóe lên một cái, sau đó chợt dừng chân lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn bên trên tảng đá. Trên tảng đá này cũng có một gian hàng nhỏ, phía trên bày vài món đồ khí tức cổ xưa, linh lực ảm đạm. Ánh mắt Mục Trần cẩn thận nhìn qua những món đồ này, cuối cùng dừng lại trên một miếng bùn đất, hắn hơi do dự cầm lên, lấy tay lao đi bùn đất bên trên. Đây dường như là một miếng đồng cũ nát, chỉ là miếng đồng được mài cực kỳ bóng bên trên nó mơ hồ có thể thấy được một ít phù văn cổ xưa cho thấy món đồ này ở thời viễn cổ cũng có chút lai lịch mục trần nhìn chằm chằm miếng đồng này sắc mặt bên ngoài dù bình tĩnh nhưng trong lòng hắn không nhịn được chấn động một cái vì lúc trước khi đi qua tảng đá này hắn cảm giác được phù đồ tháp trong cơ thể phát ra một chút chấn động đặc biệt là khi hắn cầm miếng đồng này lên thì phù đồ tháp trong cơ thể càng chấn động kịch liệt nếu không phải hắn mạnh mẽ áp chế thì có lẽ phù đồ tháp đã tự hiển lộ ra hiển nhiên, vật này có quan hệ với phù đồ cổ tộc. Ánh mắt Mục Trần hơi lóe lên, nhìn về phía chủ gian hàng, đó là một vị nam tử trung niên gầy gò, hắn nói giá cả thế nào? Nam tử trung niên chậm rãi nhìn Mục Trần, thản nhiên nói 8000 vạn. Chân mày mục trần nhíu nhíu, nói, đắt quá đấy nam tử trung niên cười cười nói, vị bằng hữu này, dù không biết vật này là cái gì, nhưng ta chỉ biết, ta toàn lực công kích cũng không tổn hại được nó, điều này chứng tỏ nó bất phàm, chẳng qua là ta cũng không biết nó dùng thế nào nếu không ngươi nghĩ ta sẽ đem nó ra bán sao? Mục Trần tức cười, có thể tới thượng cổ thánh uyên này quả nhiên không ai là đèn cạn dầu, nam tử trước mắt này rõ ràng cũng có chút nhãn lực. Cho nên Mục Trần không nói thêm, tay áo vung lên, một bình ngọc lập tức, bay về phía nam tử trung niên, bàn tay cầm lấy mảnh đồng, nói ta mua cái này, bất quá cũng đúng lúc này, một bàn tay chợt từ phía sau thỏ ra, tựa như xuyên thấu không gian, trực tiếp chụp lấy mảnh đồng trong tay Mục Trần. Cùng lúc đó một ảm thanh đạm mặc vang lên vật này, ta muốn.